Chào các mẹ, sau sự cố lỗi kỹ thuật buổi corticoid lần trước thì mình lên lại buổi là live là corticoid lần thứ hai này. Cũng là buổi cuối trong chuỗi bài về corticoid nha. Nội dung bài ngày hôm nay sẽ có những gì? Thì mình đã buổi trước đã chia sẻ về tổng quan rồi đúng không? Thì buổi này sẽ là đợi chút mình xem trang cá nhân nhé. Xem nào. Bố mẹ sẽ có 4 phần nha các mẹ. Phần đầu tiên thì nó là phần mục 1. Khi nào nên dùng corticoid? Mình sẽ có thể chia ra làm tức là sẽ có những cái thông tin cụ thể chi tiết về việc là dùng corticoid, khi nào dùng corticoid đường bôi, khi nào thì quyết định kết hợp bôi với uống và khi nào thì sẽ dùng đường uống. Còn cái việc mà sử dụng đường tiêm thì nó là khi phải nhập viện và có chỉ định của bác sĩ rồi. Thì mình sẽ chưa giới thiệu trong buổi ngày hôm nay nha. Còn đến phần thứ hai sẽ nói về những sai lầm thường gặp khi sử dụng corticoid đường bôi ngoài da, đường nhỏ mắt, nhỏ mũi, dịch tiết khí dung. Và cả đường uống thì những cái sai lầm đấy nó sẽ gây ra những cái tác dụng không mong muốn gì. Thì mình sẽ đến với phần 3 đó. Đến phần cuối cùng, đó là phần chốt của buổi ngày hôm nay, tức là hướng dẫn những cái gạch đầu dòng cụ thể nhất cho các mẹ là làm thế nào để sử dụng corticoid cho bé một cách có hiệu quả, hợp lý nhất có thể. Corticoid bản thân nó thì cũng nó sẽ hơi giống kháng sinh ấy. Người ta cũng gọi corticoid là con dao hai lưỡi, bởi vì đi kèm với những cái tác dụng gọi là mình sử dụng để điều trị bệnh, bao giờ nó sẽ đi kèm với những cái tác dụng không mong muốn của corticoid. Vì sao lại như thế thì mình sẽ đến với buổi live ngày hôm nay nha. Buổi live ngày hôm nay là một buổi rất chi tiết, và chi tiết nhưng nó lại là những điều cơ bản nhất về corticoid nha các mẹ. Mình sẽ đợi khoảng thêm khoảng 2-3 phút nữa nhá, để các mẹ vào dần thì mình bắt đầu buổi live. Buổi trước thì là rất tiếc là đang live dở và có những rất nhiều câu hỏi các mẹ thì mình vẫn chưa kịp trả lời ấy, thì live bị thoát lỗi kỹ thuật thì mình không biết làm sao. Thế nên mời đến với buổi ngày hôm nay. Ok nhá. Thì trong lúc đợi các mẹ thì mình cũng dần dần bật slide thôi nhỉ. Hay là mình sẽ có những cái chia sẻ gì trước về corticoid không? Để mình nghĩ xem nào. Các mẹ có hay sử dụng corticoid cho bé không? Mình nghĩ câu trả lời sẽ là có đấy. Những mẹ nào trả lời là không thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là trộm vía, bé rất khỏe mạnh và không có vấn đề gì về sức khỏe mà phải sử dụng đến thuốc kháng viêm chống dị ứng hay ức chế miễn dịch như corticoid thì rất chúc mừng mẹ. Còn một trường hợp thứ hai là cũng rất có thể xảy ra, đó là các mẹ có dùng corticoid cho bé nhưng bản thân là mình đang không biết là mình sử dụng corticoid cho bé. Lý do thứ nhất, một hướng có thể xảy ra, đó là trong quá trình tư vấn cho các mẹ, mình thấy rất nhiều mẹ sẽ là sử dụng cho bé những cái gói thuốc đã được bóc trần và để trong những cái túi zip. Và khi mình hỏi cụ thể là bé đang được sử dụng những cái thuốc gì trong đấy á, thì các mẹ cũng sẽ không nắm được đâu. Nhưng nhìn qua những cái túi đấy thôi, những cái viên nhỏ ấy, thì thường mình biết chắc nó sẽ có corticoid trong đấy. Đấy là trường hợp thứ nhất. Và trường hợp thứ hai đó là bởi vì thực ra corticoid là một nhóm rất rộng lớn, nó gồm rất nhiều hoạt chất, có rất nhiều thuốc mà chứa corticoid, mà bản thân khi dùng á thì các mẹ cũng sẽ không thể biết được là cái mình đang dùng cho bé là corticoid. Cũng như mình thôi, nếu mà mình vấn đề công việc của mình không phải là dược, mình không phải dược sĩ, thì thật sự là nhiều cái sản phẩm thuốc hay chế phẩm thuốc ấy khi dùng mình sẽ không hề biết là corticoid đâu. Tên của nó sẽ không phải là những cái thông dụng. Và ngay cả khi mình đọc cái tờ thông tin y khoa, không phải mẹ nào cũng đọc ấy, thì có thể nó sẽ có những cái tờ nó sẽ ghi hẳn là phân nhóm hay tác dụng dược lý là corticoid, nhưng mà không phải tất cả các cái sản phẩm nó đều ghi rõ cụ thể như vậy, nên là sẽ rất khó biết đúng không? Với cả nhiều lúc nữa là mình sẽ sử dụng những cái chế phẩm mà khi mà mình mua ở nhà thuốc ấy, thì nhà thuốc dược sĩ họ sẽ chia lẻ cho mình số lượng cần thiết thôi, chứ họ không thể bán cả hộp cả vỉ cho mình được. Và thường thì cả một cái hộp
thì nó mới có một cái tờ hướng dẫn sử dụng đúng không? Nên nhiều lúc không phải là cứ mua thuốc là mình sẽ có hướng dẫn sử dụng đi kèm thì nó sẽ khó khăn cho các mẹ một chút. Thế nên là mới có cái buổi live ngày hôm nay để chia sẻ thông tin với các mẹ. Rồi nha, còn 1 phút nữa bọn mình bắt đầu. Có để xem nào, nếu mà corticoid các mẹ sẽ biết là sử dụng nhất là đường bôi ngoài da này các bé, bởi vì da các bé rất nhạy cảm. Và thứ hai nữa là được uống là hai đường thông dụng nhất. Nhưng ngoài ra ấy, cái đường nhỏ mắt, nhỏ mũi cũng nhiều chế phẩm có corticoid và đường xịt khí dung nữa. Mình sẽ chia sẻ trực tiếp với các mẹ nha. Mình đến với buổi live thôi. Ok. Các mẹ có ý kiến đóng góp gì để những cái live tiếp theo của mình ấy nó sẽ gọi là sát sườn nhu cầu của các mẹ hơn, hay là để cải tiến kiểu là để nó phù hợp với các mẹ hơn ấy, cả về cách lựa chọn chủ đề hay trình bày vấn đề hay là những cái tiếp cận vấn đề, thì các mẹ để lại góp ý cho mình nha. Ok, mình bắt đầu dần thôi. Đây, như 4 nội dung mình đã chia sẻ. Một, đầu tiên đó là khi nào nên dùng, những sai lầm thường gặp. Phần thứ ba là tác dụng phụ hay gặp. Và phần thứ tư đó chính là sử dụng thế nào cho đúng nhá. Cái slide này muốn thể hiện cái gì? Nó là một loạt những cái chế phẩm trên thị trường mà nó mới là một góc những sản phẩm mình có thể để hình lên đây thôi, bởi vì nó quá nhiều á. Mình chỉ để đại diện một số cái được thôi. Thì mình sẽ chia ra làm, một là nhóm bôi ngoài da, có Gem Jisoo này, có Sincarong này. Thực ra cái Sincarong này mọi người nhiều lần ấy, các mẹ mua nhà thuốc ấy sẽ hay gọi là thuốc 7 màu đó. Thứ ba nữa là Fusicort này, Elmovate này. Thì có phải là có bất cứ vấn đề gì viêm da, đỏ da thì bé có thể sử dụng một trong 4 loại này không? Hay là có loại nên dùng hơn? Có loại thì thực tế là chưa nên sử dụng. Ví dụ vị trí mà viêm da nó ở trên mặt chẳng hạn, thì mình sẽ lựa chọn phù hợp nhất sẽ là một loại khác so với là vị trí viêm mà nó ở tay chân hay trên thân người nhá. Và trên thân người cũng chia nhiều vị trí khác nhau cơ, thì tí nữa mình sẽ chia sẻ cụ thể sau. Sau đó thì có thể có cái loại Nebidestan này, nhỏ mắt mũi, thì trong thành phần nó sẽ chứa nhiều thành phần, và trong đấy có một thành phần là corticoid, flumetholone. Thì các mẹ bé nào mà đã từng bị viêm mắt mắt đỏ rồi thì có thể là đã được dùng cái này rồi. Rồi những cái đường xịt hít khí dung mình gặp corticoid cũng rất nhiều. Đó là những cái sản phẩm mà thường để sử dụng cho bé mà có thường ấy, thì đường bé sẽ có tiền sử hen phế quản, đang ở đợt hen phế quản cấp, hay là có COPD, người ta gọi chính là hội chứng tắc nghẽn đường phổi mãn tính kiểu đấy. Và còn những cái chế phẩm được uống như Merrell, Mecocetin thì chắc là các mẹ sẽ gặp nhiều hơn đó. Cái viên Mecocetin thì ưu điểm của nó là nó đỡ đắng hơn cái viên Merrell nhé. Dalet tông D thì nó là một dạng corticoid đừng uống, dạng siro. Còn ngoài ra là thí dụ mình thấy nhắc đến là Bumicort, thì cái này chắc là khá nhiều mẹ sẽ quen thuộc. Cái này hay được các bác sĩ kết hợp với dùng với cả Ventolin ý. Thì Ventolin nó sẽ có thành phần nó giúp giãn phế quản, giãn cái đường thở ra để bé dễ thở hơn. Còn cái Bumicort này nó có tác dụng là chống viêm, nó sẽ giúp giảm viêm cái đường hô hấp ấy. Thì khi cái đường hô hấp của bé nó giảm viêm ấy thì nó sẽ giảm phù nề, thì nó sẽ trở nên thông thoáng hơn. Ở đó. Còn ở góc màn hình ở phía bên tay gọi gì nhỉ? Bên tay phải. Bên tay phải này và ở phía trên cùng đó thì nó là Solumedrol, thì đây là chế phẩm đường tiêm. Thì thường bé nhập viện hay có cái vấn đề mà cấp tính, cách xử lý thì các bác sĩ mới cho dùng, chứ thường ấy mình tự dùng tại nhà thì mình sẽ không bao giờ dùng được cái dạng tiêm Solu này nha. Trước khi xác định được là khi nào nên dùng, khi nào trả lời được cái câu hỏi này, thì mình cũng nên biết một chút về gọi là corticoid là gì, nguồn gốc của nó như thế nào, được phát minh từ bao giờ nhá. Thì nói đơn giản thì corticoid nó ban đầu thì nó là một cái steroid thì cái từ này nó hơi chuyên môn một tí, thì ra nó là thể hiện cái cấu trúc này thôi. Một hormone steroid được chiết xuất từ vỏ thượng thận. Đó. Thì có hai nhà khoa học đã phân lập được cái steroid này từ khoảng một năm năm 1930, thì đến khoảng 1950 thì hai nhà khoa học này đã được giải Nobel về cái vấn đề này. Về việc tìm ra steroid này, bởi vì nó tính ứng dụng rất lớn trong cái việc sản xuất những cái chế phẩm thuốc ấy, và cả bôi ngoài da, cả đường uống và nhiều đường khác. Dần dần thì các mẹ cứ nhớ là những cái corticoid đầu tiên nó được sử dụng từ những năm 1950 nhá. Thì định nghĩa lại,
Corticoid nó chính là, nếu mà về bản chất gọi là gì nhỉ, nguồn gốc tự nhiên ấy, thì nó chính là cái hormone steroid của tuyến vòi thượng thận. Còn bây giờ thì tức là mới đầu ấy, người ta chiết xuất được từ đấy thì cái giá thành nó rất cao và người ta thấy là ứng dụng của nó rất tốt ấy, sử dụng được trong nhiều bệnh lý, tuy nhiên giá thành như vậy nên người ta nghĩ ra cách để tổng hợp hóa học, tức là bắt chước những cái cấu trúc đã tìm được trong tự nhiên này để từ đấy tạo ra những cái thuốc corticoid, và nó là đường hóa học tổng hợp với giá thành rẻ hơn và nhiều người tiếp cận được hơn. Vai trò của corticoid là gì? Nó có rất nhiều vai trò luôn. Các mẹ cứ nhớ giúp mình có hai vai trò chính của nó sẽ là trên chuyển hóa và miễn dịch nhé. Và chuyển hóa đây một từ nói chung, nó liên quan đến cả chuyển hóa mỡ này, lipid ạ, chuyển hóa đường glucid, nó liên quan đến cả tăng đường huyết nữa, và mỡ này nó liên quan đến cả protein và cả cái việc cơ nữa cơ. Nói chung rất nhiều tác dụng, mẹ nhớ chung cho mình được là vậy là được. Thì nhưng cái nó có nhiều tác dụng như vậy, nhưng nó có sẽ có ba cái tác dụng chính được ứng dụng để sử dụng trên lâm sàng: một là chống dị ứng, hai là kháng viêm, ba là ức chế miễn dịch. Thì chính từ đây thì mình sẽ biết được là khi nào nên dùng nó, đúng không? Với cái tác dụng ức chế miễn dịch thì nó sẽ được sử dụng trong những cái bệnh lý gọi là liên quan đến miễn dịch của cơ thể, ví dụ như bệnh lý da lupus ban đỏ, mình ví dụ vậy thôi. Còn với kháng viêm nó ứng dụng rất trong rất nhiều bệnh lý luôn, liên quan đến viêm da này, viêm khớp này, viêm các đường hô hấp nói chung ấy, viêm những cái vị trí nói chung cũng sử dụng. Và thứ ba nữa là tác dụng chống dị ứng rồi á, thì mình trả lời câu hỏi cụ thể luôn là khi nào nên dùng thì chia ra các đường dùng nha. Khi nào thì nên dùng corticoid, thực ra không phải nên dùng đâu. Bao giờ cũng sẽ là hạn chế nhất có thể, thì mình sẽ nói về gọi là chỉ định của nó, tức là khi nào thì nó được dùng thì đúng hơn nhé. Thì đường bôi da thì nó sẽ được dùng khi nào? Thường ấy, nó sẽ được dùng ví dụ những cái dạng tổn thương viêm da, ví dụ như viêm tấy đỏ này, viêm da cơ địa, những cái yếu tố mà liên quan đến miễn dịch một chút thì corticoid rất hay được sử dụng. Viêm da cơ địa có những cái bệnh như là có ca tăng sinh, tức là cái corticoid nó còn có tác dụng là gọi là giảm tăng sinh ấy, thế nên những cái bệnh ví dụ như là tạo dựng cái lớp sừng vẩy nến ấy, như bệnh vẩy nến ấy cũng có corticoid rất hay được dùng bôi, và thường nó sẽ những cái dạng vẩy nến mà sừng hóa như thế thì người ta hay dùng dạng thuốc mỡ. Lý do vì sao thì đến chắc slide đến cái đoạn mà phần 4 hướng dẫn sử dụng đúng cách mình sẽ giải thích nhá. Thì đấy, còn với mình vừa giải thích về kháng viêm rồi nhỉ. Rồi sau đây với tác dụng chống dị ứng thì nó sẽ được sử dụng là cho cái dạng viêm tấy đỏ da, nó hay đi kèm với cả ngứa da nữa thì cũng có thể được sử dụng corticoid. Thì các mẹ nhớ đơn giản vậy nhá. Với đấy là với dạng đường bôi rồi này. Sau đấy là đến với dạng nhỏ mắt, nhỏ mũi đi. Thì nhỏ mắt thì thường ấy, các bé tùy trường hợp nhá. Và thường nếu mà ví dụ như đau mắt đỏ hay có những cái viêm tấy đỏ ở mắt thì sẽ được sử dụng thuốc nhỏ mắt của chỉ corticoid, và thường cái này mình sẽ phải để ý xem nồng độ của nó là gì. Và chắc là đến phần hướng dẫn sử dụng đúng cách mình sẽ nhắc lại, như đây mình sẽ nói luôn là thường ấy, corticoid đường nhỏ như thế này mình sẽ cố gắng hạn chế là dùng dưới 5 ngày cho mình nhá. Nhỏ mũi cũng vậy thôi, với tác dụng chống viêm thôi. Viêm đường khi mà cái đoạn mao mạch mũi hay là cái đường mũi này nó bị viêm ấy thì nó sẽ phù nề lên, thì nó làm khó chịu đúng không? Thì nó sẽ được dùng với tác dụng là làm giảm viêm, giảm phù nề cái đường đấy để nó thông thoáng. Nhưng nói chung là chắc chắn là mình không nên lạm dụng cái này rồi. Sau đấy là đến đường xịt hít khí dung, thì như mình đã nói thân thường được sử dụng trên những bé mà có những cái đợt hen phế quản cấp ấy, tiền sử về hen phế quản, và những cái đợt hen phế quản cấp nó sẽ dùng với tác dụng cấp, tức là vừa cái xử lý cái việc có thắt đường thở như vậy, hẹp đường thở như vậy, nó vừa xử lý dự phòng nữa. Những bệnh như COPD cấp đó thì xịt hít khí dung được dùng nhiều. Và những cái bôi micọc thì thường nó sẽ được bôi micọc khí dung ấy, như mình lúc nãy mình có nói, thì nó sẽ được sử dụng kết hợp với Ventolin trong một số bệnh lý mà viêm đường hô hấp mà bé có khó thở hay có những cái cơn co thắt phế quản hay là đường thở nó không được thông thoáng ấy, thì bác sĩ hay kết hợp sử dụng khí dung cho bé. Xong đường xịt hít khí dung này, cuối cùng là đến đường uống đúng không? Thì lựa chọn khi nào thì sử dụng đường uống, thì được uống nó chính là cái đường toàn thân, tức là sẽ có tác dụng gần như là toàn cơ thể, bởi vì nó sẽ vào máu và đi đến khắp các cơ quan trên cơ thể. Thì cái đây sẽ sử dụng khi nào thì mình sẽ phải nghĩ đến một cái là nhiều lúc ấy, bé sẽ có những cái dạng viêm tấy đỏ da cơ địa, nhưng mà nhiều lúc nó sẽ là viêm tấy lan rộng, và việc bôi rộng nó sẽ không được
gọi là khuyến cáo ấy, nhiều lúc thì sẽ phải sử dụng đến đường uống và kết hợp thêm đường uống và bôi da tùy đó. Còn thứ hai nữa là đường uống sẽ được sử dụng trong những trường hợp ví dụ như bé có viêm đường hô hấp này này và bác sĩ thấy là cần phải sử dụng thuốc kháng viêm thì khi đấy mình cũng sẽ phải sử dụng đường uống nữa. Tại nhiều lúc là không phải đường nào thì mình cũng khí dung được. Tại vì thực sự là cái việc khí dung nó sẽ liên quan đến có máy khí dung nữa và không phải bé nào cũng hợp tác. Thứ nhất và thứ hai nữa là khí dung có nhược điểm nhất định của nó. Mình cũng sẽ nói luôn phần này, phần sau mình sẽ nhắc lại cho mọi người dễ nhớ ấy. Thì nhược điểm của khí dung nó sẽ làm cái corticoid này nó sẽ được giải tác cả cái phần đường hô hấp trên này trong miệng nữa. Và nhiều lúc là mình cho bé khí dung xong ấy, thường sẽ được khuyên là cho bé súc miệng bằng nước và phải hướng dẫn bé nhả ra ấy, tức là nước muối đó, và hướng dẫn bé là súc xong thì phải nhổ ra chứ không phải nuốt vào. Tuy nhiên là các bé nhỏ ấy, ví dụ dưới 1 tuổi, dưới 2 tuổi thì rất khó để hướng dẫn các bé là phải súc miệng bằng nước thế rồi nhổ ra. Lý do người ta cần như vậy là người ta không muốn có cái corticoid nó tồn đọng ở đây này, bởi vì corticoid nó có tác dụng ngoài chống viêm này, chống dị ứng, nó có ức chế miễn dịch, thì từ đấy nó cũng là một trong những cái cơ hội để những cái gọi là vi khuẩn này rồi nấm này cư trú. Đáng lẽ bình thường thì nó là bình thường thôi, nó không có vấn đề gì, nhưng mà khi mà sử dụng corticoid thì nó sẽ có cơ hội, bởi vì khi cái miễn dịch cơ thể nó bị đè xuống ấy, nó cơ hội phát triển tăng lên và phát triển thành bệnh, ví dụ như là nấm miệng họng cho bé. Người ta rất không muốn cái này xảy ra. Ở cái slide này thì mình có muốn trình bày một ý nữa cho các mẹ, đó là corticoid đó không phải một thuốc, đó không phải một hoạt chất, nó là một nhóm thuốc có rất nhiều hóa chất khác nhau, và chính vì vậy nên là người ta đã phải chia ra, phân loại nó ra đường theo hoạt lực để có cái việc lựa chọn sản phẩm sử dụng nó hợp lý ấy. Tức là sẽ có đầu tiên là liên quan đến hoạt lực đi đã, tức là sẽ có loại người ta chia ra làm các mẹ cứ nhớ cho mình cái cách chia dễ nhất, người ta còn có nhiều tài liệu người ta chia là 7 mức độ đấy, cấp độ, nhưng mình thấy dễ nhớ nhất cho các mẹ thì các mẹ chia cho mình là từ corticoid có tác dụng yếu đến trung bình đến mạnh và đến rất mạnh, thì nhớ giúp mình 4 cái cấp độ đấy. Và ngoài ra người ta sẽ chia theo cái thời gian tác dụng nó kéo dài bao lâu ấy, thì chia ra làm thời gian ngắn, trung bình và tác động dài. Cái này nó sẽ liên quan đến một là tác dụng của nó đương nhiên rồi, nhưng thứ hai nó cũng sẽ liên quan đến tác dụng không mong muốn nữa, thì nó sẽ giải thích kỹ cho các mẹ phần này nhá. Rồi, sau khi mình đã xử lý xong phần gọi là khi nào nên dùng thì mình sẽ đến với phần thứ hai như đã giới thiệu ban đầu, đó là sai lầm thường gặp. Cái slide này thì sẽ là tóm tắt nhanh những cái sai lầm thường gặp trong 4 cái đường dùng cho bé để các mẹ biết đó là sai lầm và rút kinh nghiệm, tức là sau đấy mình sẽ sử dụng đúng cách hơn cho bé đó. Sai lầm đầu tiên là gì? À, mình chia ra làm 4 đường sử dụng nhé. Tức là sẽ có đầu tiên mình nói về sai lầm thường gặp của đường bôi ngoài da, thứ hai đường nhỏ mắt nhỏ mũi, thứ ba là đường xịt thiết khí dung, và thứ tư là đường uống. Thì sai lầm, đợi chút mình nghĩ xem nào, nói thế nào cho dễ nhỉ. Tí nữa sẽ đến phần tác dụng không mong muốn thì nó sẽ đẩy sang phần đấy, nó dễ hiểu hơn đúng không? Thì cái sai lầm này mình chỉ gạch ý đầu dòng ra thôi nhá. Ví dụ với đường bôi ngoài da đi, thì nó sẽ là cái sai lầm thường gặp nhất, đó sẽ là lạm dụng dùng bôi kéo dài cho bé này. Thế nào là kéo dài? Thường ấy, corticoid thực ra để phần này để mình nghĩ xem là nói phần nào sẽ hợp lý hơn, nó sẽ tức là nó còn phụ thuộc vào thế nào là kéo dài. Thì người ta khuyến cáo là cái việc với những cái corticoid tác dụng từ yếu trung bình đến mạnh thì người ta bảo là không nên dùng quá 3 tháng. Tuy nhiên cái con số 3 tháng này là con số tối đa người ta cho phép ấy. Thì thực ra dùng đến 3 tháng liên tục thì thực ra là rất hại da bé. Thì nó khuyến cáo đến phần hướng dẫn sử dụng mình sẽ nói rõ hơn nhé. Cái mốc 3 tháng là mình nói thông tin cho các mẹ thôi. Còn với cái corticoid mà có tác dụng rất mạnh, chia là nhóm rất mạnh ấy, thì người ta bảo là không nên dùng dưới 3 tuần. Tuy nhiên là sẽ rất khó nhớ cho các mẹ là thế nào là corticoid, cái nào hoạt chất nào thì là thuộc nhóm yếu trung bình mạnh rất mạnh đúng không? Thế nên các mẹ nhớ chung cho mình mốc 3 tuần. Tức là với tất cả các loại corticoid khi các mẹ không chắc chắn là mình đang sử dụng cái loại nào ấy thì không sử dụng cho bé trên 3 tuần nhá. Thường ấy, mình thấy không đến 3 tuần đâu, bởi vì trừ khi cái việc
Viêm da của bé nó là một cái liên quan đến yếu tố cơ địa miễn dịch rồi thì mới phải dùng kéo dài như vậy. Còn với thông thường, trường hợp viêm da thông thường, đấy mình đang nói sai lầm, mình đã hơi đẩy sang phần dẫn rồi nhưng mà thôi nói nốt mạch nhá, thì mình chỉ thấy dùng đến ngày thứ hai thứ ba là viêm da nó đỡ rồi ấy. Thường không dùng đến quá 1 tuần đến 10 ngày đâu. Còn nếu phải dùng đến 2 tuần nó mới đỡ thì thực ra là cần phải xem lại cái lựa chọn thuốc đấy nó có hợp lý hay không, cái chế phẩm đấy nó có hợp lý cho bé hay không nhá. Thì đấy là lỗi sai đầu tiên của việc bôi ngoài da, đó là dùng quá kéo dài. Thứ hai nữa là bôi lớp quá dày. Vì nghĩ là bôi càng dày thì tác dụng càng nhanh, nhưng không nhá, bôi một lớp thật mỏng cho mình thì nó sẽ dễ hấp thu hơn đấy. Và tác dụng của nó cũng sẽ tốt hơn để hạn chế được tác dụng không mong muốn. Thứ ba của việc bôi ngoài da đó là thường bôi ngoài da nhiều lúc các bạn sẽ phải kết hợp nhiều loại bôi ngoài da với nhau đúng không? Thì dùng 2 loại liên tục luôn, tức là vừa bôi xong loại này thì bôi xong loại khác luôn. Không nên như thế, phải cách nhau ít nhất 30 phút. Vì sao? Tí nữa mình sẽ giải thích cho các mẹ. Còn về phần bôi ngoài da còn vấn đề gì nữa nhỉ? À, lựa chọn chế phẩm không hợp lý, tức là cái đáng lẽ phải dùng, ví dụ ở mặt thì phải dùng một chế phẩm khác nhưng lại cứ dùng một tuýp chung cho hết, là viêm da trên mặt hay toàn thân hay chỗ nào trên người cũng là bôi hết cái tuýp đấy thì không hợp lý một chút nào nhá, nó sẽ ảnh hưởng đến da mặt bé. Ý thứ tư rồi này, còn ý thứ năm nữa là dừng thuốc đột ngột. Cái này là ý chung tất cả các corticoid rồi, tuy nhiên thế nào dùng đột ngột, thường người ta khuyến cáo là những cái corticoid mà sử dụng kéo dài trên 3 tuần ấy, thì phải giảm liều từ từ cho bé. Thì với thuốc bôi ngoài da mình sẽ giảm liều như thế nào? Mình sẽ có thể nghĩ đến cái việc đầu tiên đó là dùng cách ngày. Thứ hai nữa là một hướng nữa là lựa chọn những cái, ví dụ mình đang lựa chọn một cái hoạt chất corticoid mà nó là cái dạng mạnh ấy, thì mình giảm dần xuống loại trung bình hoặc yếu, nó cũng là một cách trong giảm liều từ từ nhá. Về cụ thể thì sẽ ở phần hướng dẫn sử dụng cách, ở đây mình gạch đầu dòng cái phần sai lầm thường gặp đã. Rồi, thứ hai đến phần nhỏ mắt, nhỏ mũi thì sai lầm thường gặp là gì? Cái sai lầm thường gặp đầu tiên mà khi nhắc đến nhỏ mắt, nhỏ mũi mà mình cần phải nghĩ đến đó là nhỏ mắt, nhỏ mũi nhiều lúc cũng sẽ phải sử dụng nhiều loại. Nó nói cái phần bôi ngoài da nhá. Một ý nữa là với các bé nhỏ, tùy vị trí bôi thì thực ra là mình bôi bất kể thời điểm nào trong ngày ấy, mà không để ý là thực ra là nên bôi những cái thời điểm mà ví dụ trước khi bé đi ngủ, vì trước khi bé đi ngủ, khi mà bé vào ngủ rồi ấy, và khi bôi khi bé đang ngủ cũng được nếu mà cái vị trí đấy nó dễ tiện bôi ấy, thì để bé kiểu không không nghịch ngợm hay va quệt gì đấy nó trôi hết thuốc ấy. Rồi đến phần hai nhỏ mắt mũi, thì sai lầm thường gặp là gì? Đầu tiên đó cũng sẽ là lạm dụng, bao giờ cũng là cái mình nói luôn, ví dụ bác sĩ kê đơn thuốc đấy cho bé trước đấy rồi và bé có một cái biểu hiện nó tương tự như vậy và mình lại đi mua cho bé và sử dụng cứ lặp đi lặp lại như vậy là sai lầm nhá. Ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa là thường nhỏ mắt mũi thì cũng sẽ phải nhỏ nhiều loại đúng không? Thì mình lại nhỏ liên tục luôn hết loại này đến loại khác mà không tách nó ra xa xa ra một chút. Đấy là ý thứ hai này. Và tại sao mình phải cách ra nhé? Mình giải thích luôn cái phần bôi ngoài da nhé. Mình nên cách hai cái loại bôi chung với mắt, nhỏ mắt mũi luôn. Hai loại bôi hay nhỏ mắt mũi ít nhất là 30 phút để cho cái loại bôi trước ấy, nó hấp thu được rồi. Và thường có thì ít thì mình thấy là đa phần, không biết là cái chế phẩm cụ thể mà các mẹ được cái sử dụng là cái gì, nhưng thường có thì ít nó sẽ là cái sản phẩm mà mình sử dụng cuối cùng cho bé trong những loại đấy. Và lý do là cách 30 phút để thứ nhất là cái loại thuốc sử dụng trước đấy ấy, hoặc là sau đấy tùy trường hợp, nó không ảnh hưởng đến cái nồng độ thuốc, tức là không làm loãng cái nồng độ thuốc corticoid khi được bôi ngoài da hoặc là khi nhỏ mắt mũi cho bé. Đấy là điều thứ nhất. Và tại vì cái nồng độ này nó rất liên quan đến cái tác dụng nữa cơ, nó liên quan đến hấp thu. Người ta đã tính toán một cái nồng độ thích hợp để nó hấp thu được vào phần vị trí da đấy, tạo ra gọi là tác dụng dược lý thích hợp. Tuy nhiên khi mình làm loãng ra thì nó sẽ không đảm bảo được cái tác dụng mà mình mong muốn. Đấy là điều thứ nhất. Thứ hai nữa là với những cái bôi ngoài da ấy, hoặc là thì khi mình dùng như vậy nó sẽ làm gọi là gì nhỉ, làm rộng ra cái diện tích sử dụng corticoid, trong khi đáng lẽ là mình chỉ bôi ở cái phần đấy thôi, tuy nhiên là trước đấy đã bôi những cái phần khác rồi ấy, thì nó làm tăng cái lượng sử dụng lên và nó có thể làm lan rộng ra những cái vùng da mà đáng lẽ là không cần sử dụng đến corticoid, đấy chưa. Quay lại tiếp phần ý chung của phần sai lầm thường gặp cho nhỏ mắt mũi cũng là sử dụng kéo dài thôi. Như mình đã nói, thường cái nhỏ mắt mà corticoid này mình chỉ nên dùng dưới 5 ngày cho bé.
Và thường giữa năm hè nó có tác dụng như ý rồi và dừng nọ. Như mình nói là cái việc dừng thuốc đột ngột đấy, nhưng mà tí nữa sẽ có phần ở phần hướng dẫn sử dụng đúng thì sẽ chia sẻ với các mẹ là khi nào thì mới cần giảm liều từ từ, không phải lúc nào. Ví dụ nhá, bé đang dùng 5 ngày thế rồi sao mà là, nhưng mà chị bảo corticoid là phải giảm liều từ từ mà. Thực tế là giảm liều từ từ nó sẽ có những cái khuyến cáo cụ thể khác. Ví dụ là giảm liều từ từ trong trường hợp mà thường ấy nó sẽ là mà bé đã dùng liều cao với corticoid mạnh mà dùng trên 3 tuần thì mình cần giảm liều từ từ. Còn khi mình đang dùng với cái corticoid yếu hay trung bình rồi với mức liều bình thường mà mới dùng có 5-7 ngày mà lại giảm liều, nó rất chi là vô lý. Bởi vì khi giảm liều thì mình lại phải kéo dài thời gian sử dụng ra, đúng không? Mà kéo dài thời gian sử dụng nó sẽ đồng nghĩa với việc là tăng khả năng bé gặp tác dụng không mong muốn. Ok, đến phần sai lầm thường gặp với dùng xịt hít khí dung thì cái sai lầm to lớn nhất các mẹ nhớ cho mình với ý này, đó chỉ là bé, đó chính là không súc họng cho bé sau khi sử dụng. Với những bé lớn hơn, ví dụ 3-4 tuổi mà nói bé nghe được rồi và bé biết súc họng ấy, thì mình sẽ hướng dẫn bé là sau khi xịt hít khí dung này thì sẽ phải súc họng bằng nước muối rồi nhổ ra nhá, nhớ là nhổ ra chứ không nuốt vào nha. Ý thứ nhất, với cả thứ hai nữa là khi sử dụng cái xịt hít khí dung này thì các mẹ cần nhớ gì? Thứ nhất là cái việc sử dụng những cái ví dụ turbohaler hay inhaler này này, nó là những cái dạng bào chế mà gọi là cần phải sử dụng đúng cách. Ví dụ khi xịt vào thì nó phải gọi là nhịp nhàng với việc bé hít vào, và khi bé hít vào thì bé phải nín thở trong vòng 5 hay 10 giây gì đấy, tùy loại và hướng dẫn cụ thể thì nó mới có tác dụng. Bởi vì nó là những cái dạng gọi là những cái hạt li ti, khi mà bé hít vào thì nó sẽ theo cái đường không khí này này thì bé sẽ hít vào trong, mà gọi là khi nín thở ấy, thì nó li ti ở trong đấy, nó mới bắt đầu tạo ra tác dụng. Tuy nhiên nếu bé không phối hợp tốt hay là người lớn không hướng dẫn được bé thì cái việc ví dụ xịt xong rồi mới hít thì thuốc nó đã ở hết cái chỗ miệng này này thì bé mới hít, nhưng mà không được, đúng không? Các phân tử thuốc nó đã đọng hết ở miệng rồi còn đâu nữa. Thế nên xịt với hít nó phải phối hợp rất nhịp nhàng nha. Tức là thường là bé sẽ hít vào thật sâu thì đồng nghĩa với việc lúc đấy là sẽ có nhịp xịt vào thì nó mới theo thuốc từ không khí vào được. Thì cái hướng dẫn sử dụng này ấy, nó sẽ là một cái mà chắc phải để một buổi riêng để hướng dẫn vì nó khá là sâu và kỹ. Nhưng nói chung ấy phải vấn đề là bé phải hợp tác và mẹ xịt hít phải đúng kỹ thuật, chứ không phải là mẹ xịt cho bé rồi xong bảo con hít vào đi thì lúc đấy nó không còn tác dụng gì nữa. Nó tác dụng mình mong muốn nó là vào càng sâu ở các tiểu phế quản bên trong càng tốt, đúng không? Tuy nhiên là khi xịt như vậy thì nó ở vào miệng. Và miệng mà mình có bị viêm miệng đâu, bé có bị viêm miệng đâu mà xịt hít như vậy. Và nó tăng cái tác dụng không mong muốn lên thôi, đó là nấm họng, nấm miệng. Tiếp đến là sẽ đến phần đúng không? Chồng mình đang trêu mình nhưng mình sẽ bỏ qua, quân tử mà. Tiếp đến đang nói đến phần gì nhá? À thế còn với cái trường hợp mà xịt hít như thế này thì giải pháp là gì với nhiều bé nhỏ? Thì các mẹ sẽ cần ghi đến những cái buồng đệm sẽ có những cái dụng cụ hỗ trợ cụ thể cho cái việc sử dụng những cái dạng chế phẩm đặc biệt như thế này với những bé nhỏ mà chưa thể phối hợp những cái thao tác nó tương đối là phức tạp như vậy nhá. Và cuối cùng đến với đường uống thì lưu ý sai lầm thường gặp nhất khi gặp với đường uống là gì? Một, đó là bao giờ cô của mình cũng sẽ là lạm dụng, tức là dùng một cách nhiều lúc là không biết mình đang dùng cái gì cho bé, chỉ là thấy nó rất nhạy, rất có hiệu quả thì sử dụng. Nhưng mẹ biết, nhiều lúc mẹ biết tại sao nó nhạy không? Vì là nó là corticoid rất mạnh. Và nhiều lúc là không cần sử dụng đến cái loại corticoid rất mạnh như vậy. Cái việc sử dụng corticoid rất mạnh đó đồng nghĩa với việc tăng tác dụng không mong muốn của bé nha. Tác dụng không mong muốn như thế nào? Nó không easy, nó không đơn giản đâu, tác dụng không mong muốn của corticoid. Và nhất là khi đã lạm dụng rồi dùng tái đi rồi lại rồi dùng liều cao rồi dùng kéo dài thì tác dụng của nó, nhất là trên sự phát triển của trẻ, là rất đáng lo ngại. Tí nữa chia sẻ cụ thể cho các mẹ luôn chứ không phải mình dọa nha. Đầu tiên là như vậy rồi này. Sai lầm với đường uống thứ hai nữa là sự dừng thuốc đột ngột. Thì cái khi dừng thuốc đột ngột thế này, tại sao nó là sai lầm? Bởi vì mình như mình đã giải thích ấy, thì corticoid bản chất của nó là steroid tuyến thượng thận, nó là một loại hormone, và với hormone thì cơ thể luôn có cái cơ chế nhất định để duy trì nồng độ của nó và để điều chỉnh nồng độ của nó. Tuy nhiên khi mình cứ nạp ở ngoài vào một cái nồng độ corticoid bên ngoài ấy, thì làm cho cái nồng độ hormone steroid đấy trong cơ thể nó tăng lên, nó luôn ở mức cao, và khi mà
Hormone ở mức cao như vậy thì cơ thể nó sẽ có cái cơ chế để gọi là ức chế tuyến vào thượng thận, chính là cái tuyến tiết ra hormone đấy, ngừng tiết ra hormone, bởi vì nó bảo là ta có đủ hormone rồi, đừng có tiết nữa. Thì khi mà mình cứ dùng corticoid như vậy thì cái tuyến vọ thượng thận ấy nhiều lúc nó sẽ teo dần và nó đang bị ức chế mà, thế nên cái việc tiết hormone của nó đang gần như là giảm dần xuống. Và khi mà rõ ràng mình đang cho cơ thể corticoid hàng ngày, tự nhiên mình cắt bục phát bảo thôi nhé, bé khỏi rồi, không cho bé dùng corticoid nữa đâu, nhưng mà tuyến vọ thượng thận nó đang có thói quen là không tiết nữa rồi, và nhiều lúc nó đã bị teo lại rồi cơ, teo luôn cái tuyến vọ thượng thận đấy rồi, thì gần như là cơ thể mất luôn một cái nguồn hormone. Mà như mình đã giải thích thì nguồn hormone steroid tuyến vọ thượng thận tiết ra một hormone rất quan trọng với rất nhiều quá trình trong cơ thể. Và người ta lo nhất là ngại nhất đó chính là khi dùng thuốc đột ngột, đó là gây suy vỏ thượng thận cấp. Cái suy vỏ thượng thận cấp này thì nó sẽ có rất nhiều những cái tác dụng, gọi là rất nhiều những cái hại đến cơ thể, và nguy hiểm nhất thì suy thượng thận cấp nó có thể dẫn đến là nói thế nào nhỉ, tụt huyết áp rất nhanh và gọi là suy tuần hoàn luôn đó. Nói chung là rất nguy hiểm, nói chung không dừng thuốc đột ngột nha, nhưng mà không phải trường hợp nào cũng phải giảm liều từ từ. Thì nữa ở phần hướng dẫn sử dụng đúng cách sẽ giải thích cụ thể hơn cho các mẹ và chia sẻ với các mẹ cụ thể hơn. Đến phần thứ hai của uống rồi đúng không, còn gì nữa nhỉ? Thực ra đấy là hai cái mình muốn nói với mẹ nhất ạ, thì các mẹ nhớ giúp mình là cái vấn đề đấy. À còn một cái nữa là nhiều lúc ấy, các bé đã sử dụng những cái đường uống corticoid, và nó còn có một cái, thực ra cái này không phải một cái đầu dòng, nó chỉ thêm một cái ý cho các mẹ thôi, tức là có nhiều chế phẩm trên thị trường có corticoid đúng không, và các mẹ đã sử dụng các bé gọi là kết hợp nhiều thị trường nhiều nhiều loại corticoid với nhau, nó cũng sẽ tăng khả năng tác dụng không mong muốn của bé. Ví dụ bác sĩ đã kê cho bé dạng đường viên kia rồi, tuy nhiên lại nghe mẹ hàng xóm nào đấy bảo là Dalaston D này giảm viêm hiệu quả lắm, giảm viêm họng viêm hô hấp cho bé hiệu quả lắm, lại uống thêm cả cái này nữa, thì hai cái này nó đều là corticoid rồi nha các mẹ. Ok, để bây giờ mình đến với phần tác dụng không mong muốn nhá, để cho các mẹ hiểu rõ nhất là tại sao cái sai lầm, những cái sai lầm mình đã gây đầu dòng như vậy, nó lại nói từ đáng sợ thì hơi đáng sợ nhưng mà nó đáng sợ thật nhá. Rồi đến với phần sử dụng corticoid này sẽ chia ra làm, mình cũng sẽ chia ra làm những đường như là ngoài da, tức là đường bôi đó, rồi đến đường xịt huyết khí dung và đến đường uống cho bé nha. Thì với đường ngoài da thì người ta lo nhất vấn đề gì? À để từ từ mình nhảy ra xem, gọi là nghỉ tí nhỉ. Gọi là nghỉ giữa giờ để xem là các mẹ có bình luận gì mà mình có thể giải đáp được ngay nữa không nhá. Xem cả gì rồi đây, mẹ trả lời câu hỏi của mẹ Hồng Mai luôn đó nhá. Bé bị viêm mũi dị ứng, thời tiết thay đổi là hắt xì, chảy mũi, em cho dùng Dalaston D thì khỏi nhanh, em nên dùng thế nào cho hợp lý vì bé nhà em thay đổi thời tiết lại bị. Thực ra ấy, không, Dalaston D tự nhiên nó hỏi khỏi nhanh rồi em, nó là corticoid nữa mà. Đợi chị trả lời nốt cái này. Thì thực ra ấy, không phải trường hợp nào bé cũng phải dùng đến corticoid đâu em ơi. Những cái trường hợp này hoàn toàn có thể sử dụng những cái Aerius thôi, những cái kháng histamine thông thường thôi. Thì nó chỉ gọi là nó khu trừ cái tác dụng của nó là chống dị ứng. Nó sẽ không liên quan đến những cái tác dụng như là chống viêm hay là ức chế miễn dịch như corticoid. Vì vậy là nó sẽ gọi là giảm được cái tác dụng không mong muốn, trong khi là nó vẫn đạt được cái tác dụng là chống dị ứng cho bé. Tại vì cái thành phần của Dalaston D nó bao gồm hai thành phần nhá, đó là betamethasone và kết hợp với một loại chính là kháng histamine là decloferiramine. Em đã sử dụng cả hai loại này cho bé. Ở một loại corticoid như chị đã giải thích, nó là vừa là chống viêm, chống dị ứng, ức chế miễn dịch, phối hợp một loại kháng histamine là chống dị ứng nữa, mình phối hợp hai loại đấy đương nhiên là bé sẽ rất nhạy rồi. Nhưng trong trường hợp này không cần thiết cho sử dụng cho bé một loại corticoid
là betamethasone đâu. Trong trường hợp viêm mũi dị ứng em dùng kháng histamine, tức là dùng những cái dạng siro kháng histamine đơn độc thôi, ví dụ như là Erios hay Renufin, thì nó là những cái trường hợp mà mình chỉ dùng kháng histamine thôi là đủ ok, là bé cũng sẽ đỡ bị những cái như là hắt xì chảy mũi nhá. Thì cái này mình rút kinh nghiệm em nhá, mình không dùng naloxone D trong trường hợp bé viêm mũi dị ứng thời tiết thay đổi hắt xì khi mà chưa cần thiết. Ban đầu ấy, một là để dự phòng, thực ra gọi là dự phòng thì thực ra chị nghĩ cũng chưa nên dự phòng đâu, trừ khi là cái gọi là bé hắt xì chảy mũi nó quá là nhiều ấy thì mình phải dùng dự phòng, tức là thay đổi thời tiết bé chưa có cái triệu chứng gì mình đã sử dụng cho bé đúng không, trừ khi là cái triệu chứng của tức là bé dị ứng quá mạnh mẽ với cái thay đổi thời tiết như vậy nó quá rầm rộ thì mình mới phải dự phòng trước. Còn như bình thường ấy, chị thấy là chỉ nên là khi mà thay đổi thời tiết em thấy bé có những vấn đề như là chớm thôi, hắt xì chảy mũi thì mình có thể sử dụng cho bé, ví dụ như Aerius đi thì chỉ cần dùng một lần một ngày và thường là dùng 3 ngày thôi, thường chị thấy dùng 3 ngày là ok rồi. Thì đấy, dùng những loại đơn thành phần em nhé, nên tránh những cái loại mà thành phần của nó là phối hợp như Dalaston D. Rồi, mẹ Võ Quỳnh Ân hỏi mình là bé nhà em bị suyễn dùng nhiều bun mi cọc đúng không? Chắc là bun mi cọc. Thì có lưu ý gì không chị? Mỗi lần bé sốt, bé đều khó thở, bé bị hen suyễn rồi thì đúng là sẽ phải cần sử dụng những cái thuốc corticoid, xịt thiết khí dung là khó tránh khỏi trong đợt cấp và cả để dự phòng nữa sau đợt cấp đấy. Thì lưu ý đầu tiên, chị không biết là bé nhà mình mấy tuổi và cái việc sử dụng những cái bun mi cọc này của bé, bé đã thành thạo chưa, bé có phối hợp được không? Thì điều đầu tiên của chị là nếu được, nếu mà bé biết đã biết là ngay hướng dẫn thì sẽ hướng dẫn bé xúc họng bằng nước muối sau mỗi lần khí dung như vậy, nó sẽ hạn chế được nhiều cái tác dụng phụ liên quan đến đường hầu họng do corticoid gây ra cho bé là một này. Thứ hai nữa là chắc chắn là cần tuân thủ liều của bác sĩ rồi là thứ hai. Và thứ ba nữa khi dùng Bumicore thì cần lưu ý gì, đó là chị không biết là cái việc từ từ ê ê Bumicore là em có máy khí dung chưa, có máy khí dung cho bé chưa, chắc là có rồi đúng không, thì mình mới sử dụng cho bé được. Lưu ý của chị nữa là thường dùng 3 đến 5 ngày thôi em nhé. Nếu nếu bé đáp ứng, thường 3 ngày là bé đáp ứng rồi thì mình dùng tối đa đến 5 ngày thôi. Đấy là những cái lưu ý đầu tiên. Lúc ấy tự nhiên chị nói á, đang định bảo là cái việc có mua bồn đệm mà chị mình nhớ ra đây bumi cọc nó sẽ là sử dụng khí dung, nó không như những cái như là simi cọc hay là những cái freezotide thì nó là một cái dạng bào chế đặc biệt khác rồi. Dạng xịt thì không biết là bé có bao giờ phải dùng không nhỉ? Thì dạng đấy thì mẹ nên có thêm bồn đệm cho bé, nếu bé bé và cái việc phối hợp nó rất khó ấy, thì nên sử dụng thêm cái bồn đệm nhá em nhá. Mẹ Đặng Thị Trúc Ly hỏi chị là có dùng được thuốc Toprec nhỏ mắt cho trẻ sơ sinh không? Nếu dùng thì lưu ý gì ạ? Thì đầu tiên là cái Toprec thì nó không phải có corticoid em nhé. Toprec nó là topramycin, nó là một kháng sinh dạng nhỏ mắt. Thì nếu khi mà bé cần dùng thì dùng được. Tuy nhiên nhé, em đừng tự dùng cái này. Nó là một cái kháng sinh nhỏ mắt thường ấy, nếu bé có vấn đề gì về mắt mà em muốn nhỏ Toprec cho bé thì thường ấy, liên quan đến mắt bao giờ cũng phải cẩn thận, và nhất là mắt của trẻ sơ sinh nó sẽ làm tức là mắt là một rất quan trọng, mắt là trẻ sơ sinh là đối tượng rất nhạy cảm rồi thì nên đưa bé đi khám. Còn câu trả lời của chị là nếu khi bé cần dùng thì dùng Toprec được. Lưu ý gì, nhiều lúc nếu mà em đọc cái tờ thông tin kế toa nhiều lúc nó sẽ bảo là không dùng đúng không, hoặc là hạn chế sử dụng, hoặc là chưa có thông tin về an toàn. Tất nhiên rồi, vì đối tượng trẻ sơ sinh trẻ nhỏ em biết là thường nó sẽ chỉ có những nghiên cứu trên động vật hoặc nghiên cứu rộng nữa hoặc là khá là mạnh nữa là nghiên cứu trên người trưởng thành thôi, còn những cái việc mà sử dụng hay là nghiên cứu mà trên trẻ nhỏ, đặc biệt là đối tượng trẻ sơ sinh nó rất hạn chế, người ta không cho phép cái việc có những cái nghiên cứu như vậy á, và cũng chẳng ai bố mẹ nào lại cho con mình tham gia những cái nghiên cứu như vậy đúng không? Nói chung là nó rất hạn chế, thế nên là có những hệ cái thông tin về an toàn nó sẽ hạn chế hơn một chút, nó sẽ bảo là nó sẽ liên quan đến tức là hạn chế sự nói thế nào nhỉ? Tuy nhiên cân nhắc trường hợp thì có thể sử dụng vì ít nhất thì nó cũng là đường dùng ngoài. Tuy nhiên là với trẻ sơ sinh nó là đường dùng ngoài thôi, nhưng mà nếu dùng ở cái mức độ nó không hợp lý hay chế phẩm không hợp lý thì hoàn toàn nó có thể hấp thu được vào máu và gây ra tác dụng toàn thân nhá. Thì còn nếu dùng lưu ý gì thì đương nhiên với kháng sinh nhỏ mắt thì là dùng dưới 7 ngày giúp chị này. Ý thứ nhất,
Ý thứ hai là nếu dùng kèm cùng loại nhỏ mắt khác thì bao giờ mình cũng sẽ phải cách hai loại cách nhau ít nhất là 30 phút. Và có một cái nữa là nếu được thì thường thì không biết là thực ra tùy tình hình bé thì bác sĩ sẽ kê số lần sử dụng trong ngày á, có thể một lần, hai lần hoặc ba lần. Và nên có một lần là trước khi bé đi ngủ, thường ấy, thì nên nhỏ cho bé trước khi bé đi ngủ nhá, thì khi đấy là mắt bé nhắm mắt vào ngủ thì nó sẽ tốt. Trả lời một vài câu hỏi nữa rồi mình lại đi lại vào live nha, không thì nó lại bị thiếu thông tin, à gọi là gì đang chia sẻ dở. Với Vũ Ngọc Nhi, cảm ơn mẹ nha. Mẹ Ngô Thị Uyển Quỳnh hỏi mình là bé nhà em bị sốt adenovirus, sau đó mắt hơi sưng đỏ. Đúng rồi em, một trong những cái dấu hiệu để phân biệt adenovirus với nó là liên quan đến tác dụng phụ trên mắt ấy. Trong bài live adeno chị cũng có nói rồi. Em dùng Toprex cho bé được không? Bé nhà em 3 tuổi, liều dùng thế nào ạ? Bé sốt do adeno là bé đang được điều trị tại nhà hay tự điều trị vậy em? Mắt hơi sưng đỏ, nhưng tuy nhiên là bác sĩ, nếu bác sĩ mắt thì bác sĩ sẽ phải xem là có ghen gì hay không, có liên quan đến nhiễm khuẩn hay không để quyết định là dùng Toprex. Như chị bảo, Toprex thì nó là một loại topramycin, thì nó là một kháng sinh nha em, nó không phải corticoid. Corticoid thì thường bé mẹ hay gặp trên thị trường nó là flurometholone cơ. Và nó sẽ có những cái flurometholone nó có nồng độ khác nhau, có loại là 0,02%, có loại là 0,1%, tức là tùy mức độ này, tùy lứa tuổi của bé để bác sĩ có thể lựa chọn cái loại nhỏ mắt phù hợp cho bé nữa. Và bé nhà em 3 tuổi liều dùng thế nào ạ? Thực ra xem lại nhá, adeno mà mắt hơi sưng đỏ mà kiểu chưa có hiện gì gì thì chị đang chưa nghĩ đến cái việc nhỏ, sẽ phải cân nhắc việc nhỏ Toprex hay là nhỏ chống viêm. Toprex là kháng sinh. Lý do tại sao chị hơi khựng lại không? Bởi vì thực sự là chị không muốn cái việc khuyến cáo, một cái khuyến cáo chung về cái việc nhỏ mắt lại là tự ý dùng cho bé một loại kháng sinh hay corticoid ạ. Thế nên là nếu được, nếu thực sự bị cần thiết ấy, thì inbox riêng chị sẽ hướng dẫn riêng. Tại vì chị sẽ muốn có cái ảnh chụp cái việc mắt sưng đỏ của bé như thế nào, tình hình hiện tại như thế nào, bé đã dùng những thuốc gì rồi, và chị sẽ hướng dẫn cụ thể và follow suốt quá trình luôn. Chị muốn như vậy hơn, đó là so với việc là trả lời một câu hỏi chung như thế này và các mẹ sẽ sử dụng nó một cách tập khuôn ấy, thì thực sự là không nên tí nào, vì việc vấn đề về mắt ấy, nó sẽ liên quan đến vấn đề cụ thể của bé nhé. Còn cái nhắc nhở em chung là gì? Dù là kháng sinh hay kháng viêm thì bé sẽ không dùng quá một tuần đâu em. Và nhất là kháng viêm thì chị thấy thường kháng viêm tác dụng nó khá nhanh, và thường dùng 3 đến 5 ngày là em sẽ thấy hiệu quả rồi thì dừng cho bé. Còn thường với những cái loại kháng sinh như thế này, đây chỉ cần có chung thôi nhá, chứ không phải trường hợp của bé nhà em adeno sưng đỏ đâu nhá. Thì mình thường các bé sẽ được nhỏ 3 lần một ngày, và thường có thể dùng đến 1 đến 2 giọt ấy. Thì như các bé bé thì chỉ cần dùng một giọt một lần, một giọt trên lần, 3 lần một ngày thường là vậy. Và thường nên nhỏ cho bé cách những loại thuốc khác là 30 phút. Và nếu được thì nhỏ cho bé trước khi đi ngủ. Đó. Mẹ Huỳnh Thị Khải Ly hỏi chị gì nhỉ? Huỳnh Thị Khải Ly hỏi chị là em chào dược sĩ, em muốn hỏi em bé, em có bé được 5 tháng, ngay từ lúc sinh mắt bé đã có ghen vàng và hay chảy nước mắt, nhất là sau khi ngủ dậy và lúc khóc. Thì thực ra thì cái này một phần là do nhiều lúc là chắc là bé sinh thường đúng không, với cả bé nhỏ ấy, thì thường đi qua đường âm đạo bé thì bé sẽ có gọi là viêm mắt nhẹ một chút thôi em ạ. Và cái trường hợp này đúng rồi, như bác sĩ dặn là nhỏ vệ sinh nước muối hàng ngày. Chị không biết là em nhỏ cho bé bé vẫn không đỡ thì là em nhỏ nước muối với tần suất như thế nào. Đoạn đầu mình sẽ chăm nhỏ cho bé một chút, và thường chị thấy ra tháng là bé khá sạch rồi em. Thế nên là bé 5 tháng mà vẫn có ghen này. Không biết là trước sinh em có xét nghiệm cái liên cầu khuẩn B không? Không biết mẹ có liên cầu khuẩn B dương tính không? Thế nên là bé sẽ có viêm mắt nặng hơn so với thông thường các bé. Với các bé thông thường thì thường mình sẽ nhỏ mắt liên tục cho cái nhà chị á. Nhỏ liên tục bằng nước muối sinh lý trong vòng khoảng chị thấy 1 tuần, 2 tuần. 2 tuần là khá sạch rồi đó.
Thì khi đó bác sĩ tại bệnh viện có cho thuốc nhỏ và dặn vệ sinh bằng nước muối hàng ngày nhưng bé vẫn không đỡ. Cho thuốc nhỏ. Kê, bác kê cho nhỏ Toprec ngày một giọt trong 7 ngày thì bé đỡ. 2 ngày hôm nay bé lại bị. Em muốn hỏi em có dùng lại không? Hay nên thế nào ạ? Tức là bé lại bị lại ghèn vàng và chảy nước mắt đúng không? Chị sẽ khuyên đầu tiên nó là nên dùng lại nước muối đã. Em thử dùng nước muối sinh lý đã. Không biết là bé cái mức độ đỏ mắt nó đến mức như thế nào. Nếu mà ghèn nhẹ và đỏ mắt nhẹ thì em hãy nên sử dụng nước muối sinh lý cho bé trước khi quyết định sử dụng Toprec là một loại kháng sinh nhỏ mắt, hay là trước khi quyết định sử dụng một loại kháng viêm khác. Chị chắc chắn là nhỏ Toprec hay là kháng viêm thì chắc chắn bé sẽ khỏi rất nhanh. Cái đấy chị khá là chắc chắn. Tuy nhiên là trong trường hợp này thì mình sẽ xem xét là đã cần thiết phải sử dụng đến những cái loại thuốc như vậy ngay không, bởi vì đi cùng lợi ích bao giờ nó cũng là nguy cơ em ạ. Đi cùng lợi ích luôn là nguy cơ, tác dụng không mong muốn, không có cái gì là một chiều đừng chỉ có lợi ích đâu em. Gần như tất cả các vấn đề chị thấy thế. Thế nên trước mắt thì em hãy nhỏ cho bé bằng nước muối 0,9%, nhỏ đều cho bé nhé, mỗi ngày 3 lần xem thế nào, có thể lên 4 5 lần được nếu là nước muối sinh lý. Inbox chị riêng sau khoảng chụp ảnh cái mức độ rỉ gì của mắt nhé. Và thường nếu nhỏ nước muối sinh lý sau 5 đến 7 ngày mà bé vẫn chưa đỡ, hay là cái mức độ, thực ra tùy mức độ ban đầu ấy, mà em thấy là cái mức độ nặng nó cứ bị tăng dần lên ấy, thì có thể nghĩ đến những cái việc nhỏ kháng sinh này, tuy nhiên là nhỏ ngắn ngày thôi, tức là kháng sinh nhỏ giữa bệnh này. Mẹ Trần Thanh hỏi chị là có nên dùng Toprec để dự phòng không ạ? Khi nào dùng và có lưu ý độ tuổi không chị? Không dùng Toprec để dự phòng em nha. Nếu em dự phòng thì chỉ dùng nhỏ nước muối sinh lý 0,9% hàng ngày thôi, tuyệt đối không dùng Toprec để dự phòng nha. Với cả hình như là có mẹ hơi lạc đề chủ đề chỉ là corticoid, nhưng mà câu hỏi về Toprec hơi nhiều nha, chứng tỏ Toprec nó là cái chế phẩm hay được sử dụng nhỉ, nó là kháng sinh em nhé, topramycin nó là kháng sinh, nó không phải là corticoid đâu. Chắc sẽ còn phải có một like về kháng sinh nhỏ mắt đấy các mẹ nhỉ. Lưu khi nào thì dùng và lưu ý với độ tuổi không? Khi nào thì dùng nó sẽ là những cái trường hợp cụ thể rồi. Tức là những cái trường hợp khi khám mắt mà bé bác sĩ sẽ thấy là bé có cái biểu hiện viêm mắt mà có dấu hiệu nhiễm khuẩn và nguy cơ nhiễm khuẩn thì người ta bác sĩ sẽ kê những cái loại kháng sinh nhỏ mắt như vậy. Còn như bình thường thì các mẹ không nên tự ý nhỏ mắt cho mẹ cho bé, nhất là các loại kháng sinh nhá. Lưu ý thì chị nói khá nhiều, trả lời từ nãy đến giờ khá nhiều rồi đã. Kháng sinh thì không dùng quá 7 ngày đó. Và nếu mà dùng thường thì bao giờ bác sĩ cũng sẽ cho nhỏ thêm cả nước muối đúng không? Thì chú ý là sử dụng nước muối á. Thường nước muối với kháng sinh thì nước muối sẽ được sử dụng trước, có nghĩa là rửa mắt sạch rồi sau đấy cách khoảng, các bác sĩ sẽ hay khuyến cáo là 15 phút, nhưng tùy, nếu mà mình cách ra được hẳn 30 phút thì cũng tốt. Nhưng thực ra nước muối thì cái thành phần của nó là để rửa bên ngoài thôi, nó không, mình không cần phải hấp thu cái gì nước muối vào ấy, thì hoàn toàn có thể đợi 5 10 15 phút thì đấy, sau rửa mắt cho bé thì nhỏ thêm kháng sinh. Đây chị khuyến cáo chung nhé, chứ không phải là đang khuyến cáo em dùng tốt cách dự phòng đâu. Đi vì độ tuổi thì thực ra là không không những cái kháng sinh nhỏ mắt này thì chị không quá lưu ý độ tuổi. Khi mà thực sự cần dùng thì có thể cân nhắc. Thực ra cái kháng sinh nó là cái khá là nhạy cảm ấy. Có thể là trên tờ đã sử dụng hay thông tin kê toa thì người ta sẽ chắc chắn là người ta sẽ không khuyến cáo sử dụng đâu. Tuy nhiên trên thực tế sử dụng thì làm gì có lựa chọn nào khác nữa em, nếu mà bắt buộc phải dùng. Mình thấy còn khá khá câu hỏi nhỏ, để xem có thể trả lời được hết các mẹ luôn không. Thế chắc là mình sẽ vẫn phải đi vào phần nội dung chính đã nhá. Còn hẹn các mẹ Linh Mai Vũ Hồng một tí nữa sau slide tiếp thì mình sẽ trả lời nha. Rồi, mình đi vào phần tác dụng không mong muốn nào. Đầu tiên thì nó sẽ bôi ngoài da, thì cái gì nhỉ? Cái đáng nhớ nhất ấy, cái cần nhớ nhất, tác dụng phụ của corticoid nó như mình đã bảo, nó có cái tác dụng là chống tăng sinh, thế nên nó rất dễ làm mỏng da. Rồi nữa nó ức chế miễn dịch, nó gần như là đã làm mỏng da đi rồi, da đã yếu đi rồi, nó lại làm tăng cái gọi là giảm cái ức chế miễn dịch, tức là ức chế cái đề kháng của cơ thể đó các mẹ. Cái cơ chế của corticoid nếu giải thích đơn thuần thì nó sẽ là ức chế lympho này, ức chế đại thực bào, đó là những cái tế bào gọi là những cái quân chiến của cơ thể để đánh lại những cái yếu tố bên ngoài, như yếu tố ngoại lai đó. Thì đấy, nó ức chế hết cả cái hai này, và nó ức chế cả việc sản xuất kháng thể. Nó là một cái gọi là miễn dịch dịch thể của cơ thể đó. Thì nó ức chế hết những cái gọi là
quân lính vào cơ thể đi thì nó làm cái nguy cơ cao để tạo ra những cái viêm da nhiễm trùng đấy, tức là khi mình sử dụng nó không đúng thì nó lại làm mọc da này, tăng nguy cơ viêm da này, rồi đấy là hai cái mình cần nhớ nhất, rồi nó dễ bầm tím, rồi dễ để lại sẹo, rồi lâu liền các kiểu đấy. Đấy là với corticoid tại chỗ. Còn với xịt hít khí dung thì như mình đã nói, nó sẽ là cái tác dụng mà gây ra nấm hậu họng. Còn thứ ba nữa, nó sẽ làm trên toàn thân thì nó sẽ gây gì? Đây ở cái hình ở bên phía tay phải của màn hình ạ các mẹ, thì sẽ thấy đây một cái hình nó thể hiện tác dụng phụ của corticoid nếu mà dùng đường toàn thân. Đường ngoài da không phải là không có được, không không bị cái tác dụng toàn thân này đâu nha. Nhất là khi sử dụng các bé nhỏ thì dùng đường ngoài da nó sẽ làm da các bé rất mỏng, cái độ hấp thu nó rất gọi là rất rất dễ hấp thu các chất bôi ngoài da này này. Và khi mình sử dụng loại corticoid, nhất là với mức bôi liên tục này hay là bôi trên diện rộng này, đấy nói chung thì có thể ngấm vào và trong máu và tạo ra những cái tác dụng phụ đường toàn thân như này, đi từ trên xuống dưới nhá, má đỏ do giãn mạch, má đỏ do giãn mạch thì thực ra cái này nó chính là cái tác dụng phụ trên da rồi này. Tụ mỡ thì để mình nghĩ xem nói thế nào cho dễ là khó lành vết thương, lúc mình đã giải thích rồi này. Mình sẽ giải thích theo cái tức là để theo cái tác dụng của corticoid thì nó sẽ dễ hiểu hơn đó các mẹ. Đầu tiên là tác dụng phụ trên chuyển hóa đúng không, thì nó có tác dụng trên chuyển hóa thì đồng nghĩa việc nó sẽ có tác dụng phụ trên chuyển hóa. Thì cái tác dụng phụ nó là gì? Đầu tiên với chuyển hóa mỡ thì là nó làm rối loạn chuyển hóa mỡ, nó làm rối loạn phân bố mỡ. Thì các mẹ sẽ thấy cái đặc điểm của cái việc tác dụng phụ là corticoid nó sẽ làm tập trung mỡ ở phần sau gáy này này, gọi là cái gù trâu ấy, với cả vùng bụng, nó là hai cái vùng mà corticoid sẽ làm tác dụng phụ tích mỡ rõ ràng nhất. Thứ hai nữa là trên mỡ là lipid rồi này, trên glucid là đường huyết, nó làm tăng đường huyết này. Thứ ba nữa là trên protein lipid thì mình protein mình nghĩ đến cơ ấy, nó làm teo cơ, yếu cơ. Rồi sau đấy trên chuyển hóa nữa là trên chuyển hóa muối nuốc, thì tức là nó sẽ làm giữ muối, muối natri đấy, và nó gây phù cho cơ thể, phù căng lên. Rồi và cũng cái trên chuyển hóa nữa để xem nói chuyển hóa đúng không? Nó còn làm tác dụng thèm ăn trong một số chế phẩm mà người ta gọi là gì nhỉ? Mình thấy rất không hợp lý, tức là người ta sử dụng chế phẩm để cho tăng cân cho bé, để bé tăng cân nhanh ấy, và trong cái chế phẩm này người ta lại trộn corticoid cho bé, rất không được đúng không? Trộn corticoid thì nó sẽ có tác dụng gì đấy như mình bảo nhá, nó sẽ làm lipid mỡ nhá, rối loạn phân bố mỡ, nó làm tập trung như vậy nhá, rồi là nó làm bé giữ muối nước, gây phù dạ thưởng con béo hơn nhá. Một cái nữa là nó kích thích thèm ăn đấy, thì người ta sử dụng với mục đích kích thích thèm ăn cho bé đấy, nhưng cái việc sử dụng corticoid để tăng cân cho bé thì không ai khuyến cáo cả. Đấy là người ta cho giấu vào thôi, còn trong thành phần đấy mình chắc chắn là không ai dám ghi ở ngoài thành phần là corticoid cả. Tiếp đến còn cái gì chưa nhắc nhở, đến ức chế miễn dịch thì tất nhiên là nó làm cơ thể cái đề kháng của cơ thể giảm đi rồi. Còn một cái lúc ấy mình quên, cũng phải quên đâu mà mình muốn tách nó hẳn ra, nó là liên quan đến chuyển hóa canxi. Nó sẽ liên quan đến nó làm giảm hấp thu canxi tại ruột này. Rồi sau đấy tiếp theo là nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái quá trình tạo xương và hủy xương, và nó tăng cái quá trình hủy xương lên. Nói chung tóm lại nó sẽ làm ảnh hưởng đến độ cứng rắc của xương này, loãng xương. Thứ hai nữa là nó sẽ liên quan đến phát triển chiều cao của bé, nó làm giảm tăng trưởng, làm phát triển chiều cao của trẻ. Thì đấy là những cái dễ những cái mà cần quan tâm nhất. Và thường ấy có một số khuyến cáo, người ta sẽ khuyến cáo là khi sử dụng corticoid cho bé, nhất là nhiều liều cao kéo dài ấy, thì có thể cân nhắc đến việc bổ sung canxi và vitamin D cho bé, nhưng cân nhắc thế nào thì nó là một mảng mà các mẹ nên có được khuyến cáo của dược sĩ hay bác sĩ nhá. Ý nhắc đến corticoid tác dụng mà nhất là tác dụng đường uống, tác dụng phụ đường uống ấy, mình phải nhớ đến cái gì thì nó chính là nhớ đến cái hội chứng Cushing. Thì nó chính là một cái hội chứng bao gồm nhiều, họ đã làm hội chứng nó sẽ gồm nhiều triệu chứng khác nhau. Rõ ràng nhất đó, hình nhá, mình đã lấy cái chi tiết rồi các mẹ xem ở hình nhá, nhưng mà dễ nhìn nhất là sẽ làm mặt tròn trĩnh này, đỏ lên, sưng húp này, cáu gắt, mệt mỏi này, và cái phần tích mỡ của cơ thể nữa cơ, nó sẽ là hai cái phần đặc trưng nhất, đó là gù trâu ở sau gáy và vùng bụng nhá. Rồi, còn kém phát triển trẻ em do corticoid thì cái này nó có thể ảnh hưởng từ trong bào thai cơ, tức là trong quá trình mang thai mà mẹ sử dụng corticoid một cách quá lạm dụng hay không hợp lý thì nó sẽ, người ta đang nghiên cứu mà người ta thấy nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ sinh non này. Thứ hai nữa là nó ảnh hưởng đến tăng trưởng của bào thai, và thứ ba nữa là nó ảnh hưởng đến cả gọi là
gì nhỉ? À, giảm chu vi vòng đầu. Ảnh hưởng rất rõ ràng rồi đấy, bởi vì thực ra nó ảnh hưởng đến cái việc canxi, và canxi vai trò rất lớn trong xương răng. Cái này thì các mẹ nhớ giúp mình cái đầu dòng nhá. Tác dụng không mong muốn có thì quyết nhưng tác dụng phụ ấy, nó phụ thuộc cái gì? Một là thời gian điều trị, thì bao giờ dùng càng ngắn ngày thì cái khả năng gặp tác dụng phụ là sẽ giảm đi nhiều này. Thứ hai là đừng dùng, thì cái đường dùng toàn thân bao giờ nó cũng sẽ dễ gây tác dụng không mong muốn hơn so với đường ngoài da. Người ta chia ra làm đường tiêm, nhưng đường tiêm này là khi sử dụng bệnh viện rồi mình sẽ ít khi là tự ý sử dụng đường tiêm cho bé được, đúng không? Tiêm uống và hít. Thứ ba nữa, thời gian tác dụng, thì cái thời gian tác dụng này nó chính là cái thời gian tác dụng của cái chế phẩm, của cái hoạt chất đấy ấy. Tức là tùy loại corticoid thì có loại nó sẽ có thời gian tác dụng của nó là ngắn, có loại nó sẽ là dài, thì thời gian tác dụng của nó sẽ ngắn thì bao giờ nó ít tác dụng không mong muốn hơn so với loại dài. Cái này nó liên quan đến cái gọi là gì nhỉ, cái tí nữa các mẹ sẽ thấy cái biểu đồ mình thể hiện cái nồng độ hormone có thể biết trong cơ thể ấy. Thì khi thì nó sẽ thay đổi theo ngày, trong ngày tùy giờ nó sẽ thay đổi lên xuống. Thì khi mà thời gian tác dụng corticoid, cái loại corticoid mà nó ngắn ấy, thì nó ít ảnh hưởng đến cái biểu đồ nồng độ có thể với cơ thể, còn khi dài thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái biểu đồ nhiều hơn và gây tác dụng phụ sẽ hơn. Thứ ba là cách dùng, thì đặc điểm của corticoid thì liều duy nhất ấy, dùng một lần một ngày. Nó thường nếu mà trừ khi là bé không có cái triệu chứng gì quá cấp tính hay là không phải dùng liều corticoid quá cao, thì người ta rất hạn chế cái việc chia nhỏ liều corticoid nhé. Người ta chỉ dùng duy nhất một lần trong ngày và dùng vào buổi sáng, thường là vào 8 giờ sáng. Tại sao thì đến phần sau sẽ biết. Đến cuối cùng là thời điểm dùng sáng thì ít tác dụng mong muốn không tối. Các mẹ nhớ giúp mình ý này, lý do đến ngay đây cho các mẹ, lý do đây nó chuyển sang mẹ. Cái này nó chính là nhịp đại tiết, hormone corticoid trong cơ thể. Các mẹ thấy phần 8 am này, 9 8 giờ sáng nó chính là cái đỉnh. Như bình thường ấy, cái nhịp sinh lý của cơ thể là phần 8 giờ sáng này corticoid nồng độ corticoid máu nó sẽ đạt đỉnh ở đây. Thì khi mình sử dụng corticoid ở đây thì nó sẽ ít ảnh hưởng đến cái nhịp sinh lý của này trong cơ thể, tức là nó ít ảnh hưởng đến cái nhịp điều tiết hay bài tiết hormone cái này của tuyến yên hay là của tuyến nước thận. Và nữa là khi mà tiện thì giải thích luôn là tại sao mà có cái tác dụng ngắn ít hơn dài nhá. Thì khi mà cái thời gian tác dụng của nó ngắn ấy, thì cái đạt đỉnh này đúng không, rồi nó giảm dần xuống, nó phù hợp với nhịp sinh lý đúng không. Còn cái thời gian tác dụng dài chúng ta nó sẽ duy trì được nồng độ trong máu khá là lâu, thì khi như vậy nó làm cái đường đỉnh này nó lại đi ngang thì đúng không, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc nhịp sinh lý. Khi mà mình sử dụng một thuốc cho cơ thể, bao giờ mình cũng mong muốn là nó, nhất là những cái thuốc mà nó liên quan đến hormone ấy, mình mong muốn nhất là nó đi cùng với cái nhịp sinh lý của cơ thể để nó không ức chế cần thiết cái việc hoạt động của những cái tuyến sinh lý bình thường khác á. Đấy nha. Tóm lại tất cả xong tất cả những phần chia sẻ trước, thì mình muốn tổng kết lại trong live là gì cho các mẹ về cái việc sử dụng corticoid cho bé thế nào là đúng. Lưu ý đầu tiên cho mình đó là không tự ý dùng, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ, dược sĩ, người có chuyên môn, và cần hỏi kỹ là loại đấy là corticoid nhé, để mình biết là bé đang dùng corticoid và để mình không tự ý mà lại gọi là lạm dụng nó đấy. Khi mà thấy một cái biểu hiện tương tự như lần trước và thuốc đấy nó đã có tác dụng thì mình lại lặp lại nhé. Thứ hai chính là ý không lạm dụng như mình vừa giải thích. Thứ ba nữa là liều thấp nhất có thể, liều thấp nhất có thể có tác dụng này, thì bởi vì liều càng cao nó càng tăng tác dụng không mong muốn, nên nếu được thì cần dùng liều thấp nhất có thể. Liều cao nó sẽ đi cùng với đi kèm với là tác dụng nhanh đúng không, nhiều lúc các mẹ cứ muốn tác dụng nhanh cho bé nhưng thực ra là không cần thiết như vậy. Thứ tư nữa là thời gian ngắn nhất có thể, liều thấp nhất có thể nó phải đi cùng với thời gian ngắn nhất có thể các mẹ. Tại vì sao? Bởi vì hai cái này đi kèm nhau. Giải thích thế nào, trong một số trường hợp ấy, cần thiết ấy, thì người ta thấy là cái việc dùng liều cao mà ngắn ngày ấy, nó sẽ hạn chế được tác dụng không mong muốn hơn so với việc dùng liều thấp mà kéo dài cái khoảng thời gian sử dụng ra nhé. Thứ năm nữa là không dùng thuốc đột ngột khi đang dùng liều cao kéo dài dài ngày, thường nó sẽ có một cái khoảng chạy là 2 đến 3 tuần, thì mình sẽ để cho các mẹ là 3 tuần đi. Tại thường các bé thì nếu mà các mẹ đã có tham khảo ý kiến của người có chuyên môn hay những thông thường cái chế phẩm các bé, thì rất ít khi người ta sử dụng bào chế cái dạng corticoid ở dạng hóa lực rất mạnh đó. Thì thường những cái đợt sử dụng mà ví dụ dưới 3 tuần thì cũng không cần phải dám nhiều đâu. Thì nếu dùng kéo dài hơn đấy, với những bệnh lý mà nó liên quan đến cơ chế miễn dịch rồi mà bé cần phải dùng liều kéo dài hơn, thì anh nghĩ đến cái việc thứ nhất là nếu bạn phải lặp lại quá nhiều, thì anh nghĩ đến cái việc là dùng liều cao và dùng cách ngày cho bé.
nó sẽ hạn chế được tác dụng phụ. Rồi sau đấy nhớ đến giảm liều cho bé nhé, giảm liều dần dần. Đây, như cái slide này mình đã giải thích về nhiệt bài tiết rồi. Và chú ý là corticoid nếu được thì sẽ dùng cho bé một liều duy nhất trong ngày thôi và nên dùng vào lúc 8 giờ sáng nhé. Một chú ý nữa là cần dùng sau ăn no. Đấy, lúc nãy nhắc đến tác dụng không mong muốn chưa nhắc cho các mẹ là lên đường tiêu hóa đúng không? Tuy nhiên là corticoid nó cũng sẽ hơi oan, không phải là corticoid 100% nó sẽ sử dụng nó sẽ gây loét dạ dày tá tràng đâu, mà nó sẽ làm nó tăng cái nguy cơ ở trên cái đối tượng nguy cơ, tức là những nhất là những người mà đã có tiền sử loét dạ dày tá tràng rồi thì nó mới dễ gây ra cái tác dụng phụ đấy, hoặc là phối hợp corticoid với một loại thuốc khác mà cái thuốc đấy nó cũng có cái tác dụng phụ là gây loét dạ dày tá tràng, tức là hai cái cùng tổng tấn công vào loét dạ dày ấy, thì lúc đấy nó mới tăng cái nguy cơ loét dạ dày tá tràng lên nó nhé. Còn thường chứ mà bệnh nhân khỏe mạnh rồi uống đúng cách thì không có vấn đề gì đâu. Thế nào là đúng cách? Chú ý là corticoid nên uống sau ăn nhé, nên uống khi bụng no nhé, không nên uống khi đói để nó ít ảnh hưởng nhất có thể, hạn chế tối đa cái tác dụng phụ trên đường tiêu hóa. Cơ sở của việc lúc nãy là hướng dẫn chung rồi nhá, rồi lúc nãy là hướng dẫn chung cho cả đường uống đó và những cái mà phù hợp với đường, ngoài ra thì mình cũng áp dụng. Còn với việc lựa chọn corticoid tại chỗ thì nó có thêm những cái gọi là cái đầu dòng gì nữa, thì một là mình sẽ phải sử dụng nó hợp lý, một là nó phụ thuộc vào bản chất của bệnh, thứ hai nữa là vị trí độ rộng của tổn thương, mình cứ liệt kê để tí nữa giải thích cho mẹ nhé, thứ ba là dạng báo chí và tuổi. Thế nào là bản chất của bệnh, tức là tùy cái bệnh lý đấy là gì thì người ta sẽ lựa chọn cái corticoid tại chỗ có hoạt lực mạnh hay trung bình hay hoạt lực yếu nha các mẹ, thì mình cứ nhớ thì cho dễ ạ. Các mẹ sẽ để ý là thường ấy, những cái viêm da thông thường thì các bé mà khi mình lựa chọn corticoid, khi mà mình cần sử dụng corticoid bé mà với việc mà dùng ấy, thì thường nó sẽ là cái phần ví dụ viêm da tã lót, viêm da mí mắt, viêm da mặt, viêm da kẽ, viêm quanh hormone đúng không? Thế là những cái phần mà mình hay cần sử dụng nhất thì thường người ta chỉ cần lựa chọn đến hoạt lực yếu thôi. Thứ hai đến vị trí và độ rộng của tổn thương nó sẽ liên quan gì? Bởi vì người ta thống kê thấy là tùy vị trí thì nó sẽ có da mỏng dày khác nhau và tương tự với mức hấp thu khác nhau. Thì những cái ví dụ trên mặt hay những cái vùng da da mỏng như mí mắt, vùng sinh dục thì người ta sẽ lựa chọn những loại thường là corticoid có hoạt lực yếu và nồng độ cũng yếu thôi, người ta bôi cái vị trí đấy. Còn những phần mà dày như lòng bàn tay, lòng bàn chân thì có khi là người ta sẽ phải sử dụng những loại có hoạt lực mạnh hơn và tần suất sử dụng có thể cũng sẽ phải cao hơn, được chưa? Đây, chú ý ở đây luôn các mẹ sẽ thấy nhá. Ở phần lựa chọn TCS chính là Topical Corticosteroid là thì nó chính là cái vị trí bề mặt da này. Thì người ta thấy thường phần yếu này này, người ta có vị trí sử dụng là da trẻ em rồi đấy. Bởi vì da trẻ em thì thực ra là cái phần mình chia này đúng không, da mặt, da cẳng tay, lòng bàn chân, các thứ đúng không, nhưng mà da trẻ em thì thực ra trên toàn bộ cơ thể chỗ nào cũng rất mềm hết đấy. Có thể lòng bàn chân của trẻ em nhưng nó cũng mỏng mịn như là da mặt của người lớn rồi đó các mẹ. Thế nên là thực sự rất rất chú ý khi sử dụng corticoid nhé, được bôi cũng như được uống nói chung cho trẻ em. Rồi dạng bào chế thì nó liên quan đến cái gì, thì tức là mỗi dạng bào chế liên khác nhau, ví dụ như là thuốc mỡ này, dạng kem bôi à, cream ấy, hay là dạng lotion hay gel thì nó sẽ có những cái ưu nhược điểm khác nhau để mà dựa vào đó để mình lựa chọn. Thì cái bảng này các mẹ có thể dừng slide để nghiên cứu nhá. Mình nói nhanh cái đầu dòng là gì, với dạng thuốc mỡ thì ưu điểm của nó là gì? Thì nó là cái dạng bôi trơn và giữ ẩm tốt nhất trong các loại. Nó sẽ được sử dụng cho những cái bệnh lý liên quan đến về nến sừng hóa mà cần phải giữ thuốc ấy, giữ thuốc được ở trên cái vị trí đấy để nó không trôi ấy. Nhưng chú ý là thuốc mỡ thì nó sẽ ít được có thể có ít dạng thuốc mỡ ấy, ít được kê trong những cái trường hợp ở những cái vùng da nó rậm lông một chút hay những cái vùng da nếp gấp và nó như nách hay bẹn ạ, thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ bị viêm nang lông những cái vị trí đấy. Rồi thứ hai còn đến cái phần cái dạng kem hay cream thì ưu điểm của nó là gì, cái dạng này nó sẽ giảm bôi trơn, giảm giảm giữ ẩm hơn so với thuốc mỡ. Tuy nhiên ưu điểm của nó là nó sẽ sạch sẽ hơn, bôi cảm giác dễ chịu hơn và nó bôi được cho những vùng da nếp gấp. Còn thứ ba dạng lotion hay gel thì nó sẽ
Thế nào? Thì nó lấy là dạng ít bôi trơn và giữ ẩm nhất trong hai loại mình vừa nói ở bên trên. Nhưng ứng dụng của nó sẽ là cái lotion ấy, nhiều lúc thành phần của nó sẽ có alcohol, chính là cồn, thì nó có tác dụng bay hơi. Là như vậy thì nó sẽ phù hợp với, tức là nó sau khi bôi xong thì thường vùng da sẽ khá là khô và sạch sẽ. Thì nó phù hợp với những cái tổn thương mà dạng rỉ nước ấy, thì nó làm tăng cái tác dụng làm khô đi đó. Nó sẽ phù hợp với những dạng đấy. Và nữa là dạng kem lotion thì nó sẽ phù hợp với những vùng da mà nhiều lông, nhiều tóc ấy, thì tại vì cái chế phẩm của nó là dạng khá là sạch sẽ và nhẹ đó. Thì đấy, mẹ nhớ cho mình những cái đấy. Còn đến tuổi thì mình đã nói rồi, tức là người ta sẽ chia ra cái phần tuổi để lựa chọn các liquid cho bé. Nói chung là những cái bé nhỏ thì da rất mỏng, và thường nếu không có vấn đề gì quá bất thường thì người ta sẽ bao giờ cũng lựa chọn những cái loại corticoid dạng yếu cho bé thôi. Và nữa là mình sẽ phân biệt cái dạng kem bôi khi mà bé lớn hơn một chút ạ, mình sẽ phân biệt cái dạng bôi mặt và bôi toàn thân cho bé nhá. Ví dụ như cùng là corticoid nhưng mà fusicort ấy, thì người ta rất ít khi nào để bôi mặt cho bé, trừ khi cái dạng viêm da ở mặt nó quá là nặng nề. Còn bình thường thì cái lựa chọn bôi mặt thì thường người ta sẽ sử dụng những cái dạng bôi mặt riêng, tức là ở cái tờ thông tin trong mỗi tuýp các mẹ nên đọc kỹ, người ta sẽ nói được là xem có, tức là người ta có nốt những cái ý gì không. Còn như cái Emovac thì người ta có thể là có khuyến cáo bôi mặt cho bé được. Thì thường nhiều mẹ sẽ thắc mắc là tại sao ấy, cũng là corticoid mà bác sĩ phải kê đến hai tuýp cho con em, bởi vì một tuýp chỉ dùng để bôi mặt, ví dụ Emovac, còn một tuýp thì ở cái vùng da dưới ấy, nếu dùng Emovac thì nó lại hơi nhẹ quá với cái vùng dạng viêm, như vậy bác sĩ sẽ phải kê một cái loại corticoid nó dạng gọi là mạnh mẽ hơn một chút nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay ra để trả lời câu hỏi các mẹ nhé. Đây, các mẹ có câu hỏi gì thì cứ để lại cho mình nhá, cần tư vấn gì giải thích nhá. Cá đã gõ cửa rồi đây. Mình trả lời nó cho các mẹ nhá. Lúc nãy là mình đang trả lời cho mẹ Trần Thanh rồi. Câu hỏi của mẹ Linh Mai. Có mâm nào con bị viêm da cơ địa không mẹ? Bé nhà em dù gần 8 tháng nó duy trì Emovac nhưng em đọc những cái không được bôi lâu dài, nhưng bé ngưng thuốc mình lại bị ngứa mẩn đỏ lên, em nghĩ vì cái loại nào tương tự. Em ơi, em dùng Emovac không biết được bao lâu rồi, nhưng Emovac thì thực ra ngay cả nó làm dạng chế phẩm được dùng để bôi cho mặt rồi, tuy nhiên là không dùng lâu dài đâu em, nó sẽ làm mỏng da và đến một thời điểm thì nó sẽ làm viêm da do chính corticoid nữa nhá. Thế nên là chị nghĩ là em nên ngừng cái việc, tạm thời ngừng cái việc Emovac này. Chị đang không biết là cái việc sử dụng Emovac của bé là em có được thăm khám bác sĩ hay không. Bởi vì nếu được thăm khám bác sĩ thì chị nghĩ bác sĩ sẽ có giới hạn thời gian sử dụng cho em. Và sau đấy có thể là hướng dẫn bôi cách này cho bé. Hoặc bôi kết hợp thêm bôi dưỡng ẩm cho bé. Ok không? Thế chị đang không biết là em tự ý dùng hay là có, tức là mình tự mua để dùng hay là có hướng dẫn sử dụng của bác sĩ. Bởi vì nếu hướng dẫn sử dụng của bác sĩ thì chắc chắn là sẽ phải phối hợp thêm dưỡng ẩm cho bé này. Và chú ý là bôi dưỡng ẩm Emovac thì cách cách tâm một chút nhá, bôi dưỡng ẩm trước và đợi khoảng 30 phút một tiếng sau nếu được thằng em bôi Emovac cho bé thì đầu tiên. Thứ hai nữa là Emovac em đừng dùng kéo dài, như vậy chị không biết là cái tình trạng viêm da cơ địa của bé như thế nào, và chị đang không biết là viêm da cơ địa của bé là ở vùng mặt hay vùng tay chân như thế nào. Tuy nhiên là mặc dù là nó là cái dạng mà mình có thể dùng nó lâu dài, tính bằng ví dụ nói chung là em nên giới hạn dưới 3 tuần cho chị trong một đợt bôi, và nếu được thì anh nghĩ đến việc dùng cách ngày cho bé trong cái đợt bôi đấy, được chưa? Chú ý dưỡng ẩm tốt cho bé. Còn nữa là khi mà bé chỉ bị nhẹ thôi thì em hãy nghĩ đến những cái kem bôi viêm da cơ địa. Đợt vừa rồi đổi thời tiết cá nhà chị cũng phải bôi một loại kem. Đợi tí chị xem nào, chị đang có sẵn ở đây không? Thanh niên cá hôm qua nghịch lại vứt linh tinh của mẹ rồi chị phải. Đây máy qua vẫn đây. Thì nếu mà cá nhà chị bị nhẹ thì chị đang bôi cái kem này. Từ từ, nhìn thấy mấy các mẹ thấy chưa nhỉ? Thì từ từ chắc là chị phải thoát ấy ra đã. Thoát slide ra. Rồi. Đây nha các mẹ nhá. Nó là kem lenin viêm da cơ địa của Cusiolo. Thì nó trong một chút. Đây cái dạng của nó khá là nhẹ và thành phần của nó là tự nhiên chứ không phải là corticoid. Cái này sẽ bôi về dưỡng ẩm của Cusiolo nếu cần thiết ấy, thì nó sẽ tốt hơn. Thì đây là những cái loại mà chị sẽ lựa chọn khi viêm da là nhẹ thôi, chứ không phải dùng đến những cái loại như Emovac đâu em ạ. Và Emovac chỉ dùng khoảng 3 đến 5 ngày đầu tiên, tức là khi mà cái dạng chứng viêm nó đang kiểu gọi là hơi mạnh mẽ một chút ấy, thì mình có thể ban đầu mình lựa chọn
Corticoid thì nhà dùng sau khoảng 5 ngày đi, nếu mà bé nặng hoặc 3 ngày mà mình thấy đỡ đau rồi thì mình chuyển sang những cái loại bôi giảm viêm cho bé, cũng là viêm da cơ địa. Cái này nó sử dụng cho bé viêm da cơ địa đấy, nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn nhiều, tức là nó không phải corticoid và mình có thể bôi được dài ngày hơn so với những cái loại corticoid thông thường nhé. Mẹ Vũ Hồng hỏi chị bé 17 tháng tràm má bôi Elmovate cream thì khỏi nhưng mùa đông này sợ bé bị lại, có gì dùng loại này không ạ? Liệu bôi dày có sao không? Lúc bôi thì hiệu quả ạ? Ok, là lúc bôi sẽ rất hiệu quả, bôi dày có sao không? Tất nhiên là bôi dày có sao, bởi bôi dày chắc chắn là khả năng mà bé bị lan ra những cái vùng da đáng lẽ không cần bôi cũng sẽ tăng lên, đúng không? Ý thứ nhất. Và ý thứ hai là em bôi mỏng chắc chắn nó sẽ tác dụng tốt hơn. Các mẹ cứ nghĩ là bôi dày thì nó sẽ thấm qua da tốt hơn, nhưng không, bôi càng mức càng mỏng ấy thì cái tác dụng và hiệu quả nó lại tốt hơn. Lưu ý là thực ra chị không biết mức độ viêm da cơ địa của bé nhà em đâu, và cũng không biết là thế nào, nhưng đây chị hướng dẫn chung của bé viêm da cơ địa mức độ thường nhá, hay là chị chỉ hướng dẫn cho một bé nhà bị viêm da như bé nhà chị thôi đi, trước mắt là vậy đã. Cái cho chị sẽ bị biết ở đây này thì ok chị. Em bôi ngắn ngày thôi, một đợt bôi chị nghĩ là nên dưới 7 ngày cho bé, và nếu được ấy thì bôi cách này, còn ngày kia thì có về bôi thêm một cái lenin này, hoặc là bôi liên tục trong 3 đến 5 ngày để giảm nhanh cái triệu chứng viêm da đấy, và sau đấy sẽ dùng cái lenin này để nó hết hẳn. Và chú ý nhất viêm da cơ địa tràm má cho bé là gì? Là giữ ẩm em ạ, phải giữ ẩm tốt. Mùa đông này sợ bé bị lạ, ok em chú ý giữ ẩm cho bé những ngày hanh hanh khô ấy, và dự phòng luôn một tip này cho bé, chị cũng dự phòng cho cá Emovat chị cũng có. Thì đấy, chỉ tức là Emovat em chỉ nên dùng khi mà cái mức độ nó nặng nên nó khá là rầm rộ thôi. Và thực ra là Emovat hoàn thành như sản phẩm đầu tay của các mẹ ấy nhờ, nhưng các mẹ hạn chế nhất có thể cho chị nhé. Như chị đã bảo thì da các bé đã rất mỏng rồi, và cái việc có thể là một đợt sử dụng Emovat 5 đến 7 ngày hay 3 tuần nó chẳng ảnh hưởng gì đâu, nhưng vì chắc chắn là bé những bé đã có như thế này thì các bé sẽ tái đi tái lại rất nhiều, và cái việc dùng nhiều cái đợt nhỏ ấy, nhưng mà khá là liên tục nó cũng sẽ ảnh hưởng và làm mỏng da bé sẽ bị mỏng này, đến một đợt thì nó sẽ dễ bị viêm hơn, tức nhiều lúc là corticoid nó sẽ không còn cái tác dụng chống viêm nữa mà nó chính là cái tác nhân gây ra viêm da cho bé đó em. Đấy nhá, thì chị khuyên là sẽ dự phòng thêm dưỡng ẩm này, dưỡng ẩm tốt nhất cho bé này. Emovat chỉ dùng trong đợt rầm rộ này, nếu được thì dùng cách ngày hoặc dùng ngắn ngày 3 5 ngày, và sau đấy kết hợp thêm một cái viêm da cơ địa cái siêu lô này thì thành phần của nó là tự nhiên là sẽ đỡ hơn những cái tổng hợp hóa học như vậy, và nó không phải là corticoid nữa. Mẹ Thanh Vân Anh hỏi chị là dạ chào dược sĩ, cho em hỏi loại này mình sử dụng lâu dài cho bé 4 tháng tuổi được không ạ? Mẹ chăm sữa bác sĩ Emovat thoa xong chồng lớp lên lớp kem dưỡng ẩm nó lặn liền mà hết thoa lại bị nổi, bác sĩ dặn thoa 7 ngày là ngưng mà em quên, hỏi ngưng là ngưng luôn hay bao lâu thoa lại em? Bác sĩ bảo 7 ngày ngưng là hiện tại là thực ra ngưng luôn đấy em. Bao lâu thoa lại được? Nếu mà bé có triệu chứng viêm nhưng mà không biết mức độ rầm rộ như thế nào để quyết định là có nên thoa lại hay không, và như chị đã bảo thì những cái lần ấy, mình dùng ngắn ngày ấy, thì có thể là nó không ảnh hưởng gì đến bé đâu. Tuy nhiên là lặp lại nhiều lần ngắn ngày như vậy ấy, thì nó là một cái mối lo đáng ngại cho bé nhá, cho da bé đó em. Và chị đang không hiểu là sao sao thoa xong lại thoa chồng lên lớp kem dưỡng ẩm Atopam này, chị không biết. Nhưng nói chung ấy, chắc chắn viêm da cơ địa thì có hai cái, một là bác sĩ sẽ kê chống viêm và hai là dưỡng ẩm. Em tách hai cái này ra cho chị nhá, nên dùng cách nhau tối thiểu 30 phút dưỡng ẩm riêng và kem viêm da cơ địa riêng nha. Chứ đừng đừng bôi chồng lấp lên nhau như vậy, nó làm giảm tác dụng của nhau rất nhiều, giảm tác dụng của cái Emovat nhiều. Thứ nhất là nó làm giảm cái hấp thu này, rồi chồng lên như vậy nó sẽ làm gọi là gì nhỉ? Mình đang muốn bôi lớp mỏng nhất có thể để tăng hấp thu cho bé đúng không? Đây lại chồng một lớp kem dưỡng ẩm nữa thì thực ra là nó không nên một chút nào. Mẹ An Nhiên Vũ hỏi chị là chị có thể gợi ý các loại kem bôi da an toàn cho trẻ sơ sinh được không chị? Thực ra thì trên thị trường có rất nhiều loại, chỉ là chị hay sử dụng thì có Nivea thì đang để dưới kia rồi, nhưng Nivea thì thực ra là nó có nhiều chế phẩm trôi nổi lắm nhá, nếu được thì nên chọn chế phẩm có nguồn mua phù hợp, rồi sau đấy là hoặc là có cái loại dưỡng ẩm của Cusiolo nữa cũng rất ok, và với chàm chàm nhẹ thôi
tràn viêm da cơ địa nhưng mà nó chưa cái mức quá rầm rộ, hoặc là mình dùng mà khi thấy bắt đầu ửng ửng đỏ lên á thì chị đang dùng Lenin cho cá và thấy hiệu quả. Cá đợt đợt lạnh lạnh của Hà Nội vừa rồi ấy, thì có những cái chấm đốc hai bên má này này đó, và bị khô tràn lên thì chị đang dùng cái này. Mà bây giờ mấy hôm nay ổn rồi nên chị đang ngừng rồi. Cái kem này cũng đừng bôi thường xuyên cho bé nhá, khi nào tràn thì bị lấy thôi, còn bình thường thường xuyên với những mẹ hay bị tràn thì chú nhất là dưỡng ẩm cho bé em nhé. Mẹ Đào Cẩm Ly hỏi chị là bé có tiền sử viêm phế quản khò khè, đợt đầu sử dụng khí dung thì rất nhanh khỏe, vậy trường hợp bé ốm mệt khò khè em cho bé dùng khí dung được không? Đừng tự ý dùng như vậy. Corticoid nó cũng là con dao hai lưỡi thôi. Ốm mệt thì thực ra không liên quan đến khí dung đâu. Cái khí dung bumi cỏ á thì thực ra là khi mà bé có những cái triệu chứng viêm đường hô hấp, nó sưng nề đường hô hấp lên thì làm cho cản trở đường thở, thì nghe tiếng khó khè của bé thì mình mới cần sử dụng cho bé. Tuy nhiên là cũng sẽ cân nhắc là không phải trường hợp nào cũng sẽ bắt buộc phải khí dung cho bé đâu em. Xem những cái thành phần, chị không biết là bé có dùng một đơn kê gì không, nhưng nhiều thành phần đơn kê ấy, nó sẽ có những cái loại sẵn trong đấy nó là corticoid đường uống cho bé rồi. Nếu mà chỉ dùng những cái đấy thôi thì nó ok, thì em thực ra là cũng không cần khí dung nữa, hoặc là đã dùng khí dung thì không dùng thêm một cái corticoid đường uống nữa nếu được đó. Thì mình ít khi sử dụng kết hợp hai cái này em ạ. Còn chứ không phải cứ lúc nào bé ốm mệt khó khè thì mẹ lại lôi bumi cọc ra dùng nó nhận. Đúng là chị đã bảo rồi, corticoid nhưng cái lợi ích của nó mà em thấy ngay rất nhanh ấy, thì hãy cẩn thận nha, bao giờ nó cũng sẽ đi cùng với nguy cơ, lợi ích bao giờ cũng đi cùng nguy cơ. Và những cái thuốc mà càng hiệu quả càng nhanh có tác dụng thì chứng tỏ nó rất mạnh mẽ đúng không, và cái tác dụng mạnh mẽ đấy là cái tác dụng mà em nhìn thấy là cái tác dụng mong muốn của em. Tuy nhiên là tác dụng điều trị mà mạnh mẽ thì thường tác dụng không mong muốn của nó cũng mạnh mẽ không kém đâu em. Mẹ Thảo Mai hỏi chị là khi dùng bumi cọc thì có lưu ý gì không ạ? Bé nhà em dấu hiệu hen suyễn một cái là khó thở, em dùng lại thì dễ chịu hơn, em cũng sợ lưu ý đến tâm sự vậy chị. Lưu ý đầu tiên nữa là nếu bé đã khá lớn rồi ấy, nhắc nhở bé được thì là súc miệng sau khi khí dung này, súc miệng và nhổ ra nhé, súc miệng nước muối và nhổ ra. Còn lưu ý thứ hai là em chỉ dùng nên dùng một đợt, chỉ nghĩ là không nên quá 5 ngày. Còn thường các bác sĩ nếu đã được bác sĩ chỉ định thì bác sĩ có thể kê đến 7 đến 10 ngày, thực ra tùy bác sĩ sẽ cân nhắc tình trạng viêm của bé. Tuy nhiên nếu mình tự ý dùng thì chị khuyến cáo một cái ngưỡng nó khá là chặt hơn là dưới 5 ngày nhé. Mẹ Linh Anh Mai hỏi chị là thở khí dung là gì, có lưu ý gì dùng các thuốc khí dung không ạ? Khí dung nó là người máy khí dung ấy, và nó cơ chế của nó sẽ là sử dụng những cái là gì, gọi là hạt hơi nước tự cung phản, nó sẽ tạo ra những cái hạt nhỏ nhỏ ấy, và nó đi vào cơ thể thì nó sẽ khí dung thường là qua đường miệng rồi đúng không, thì nó sẽ là tạo cái tác dụng tại chỗ ở đường hô hấp này em. Tức là như bình thường ấy thì nếu mình muốn đưa thuốc vào, một là sẽ là phải uống để nó có tác dụng toàn thân và máu mới đi vào, thì nó sẽ đồng nghĩa với nhiều tác dụng không mong muốn. Thì đây mình sẽ sử dụng với các tác dụng tại chỗ của nó thôi, nhưng mà tại chỗ ở trong đường hô hấp này thì mình không như ở ngoài da là mình bôi kem được đúng không, trong này thì mình sẽ phải có một cách để đưa cái phân tử thuốc đấy vào, thì chính là khí dung đẩy hơi vào. Đẩy hơi vào và phân tử thuốc nó sẽ lơ lửng ở trong đường hô hấp này và tạo ra tác dụng tại chỗ ở cái đường hô hấp đấy, làm phù nề đường hô hấp em nhé. Lưu ý gì khi dùng thuốc khí dung thì từ nãy giờ chị nói khá nhiều nha. Nếu mẹ vừa nghe xong thì chắc là đã nghe rồi đúng không? Kim Ngân, bé bị nấm miệng khi xông khí dung, giơ lưỡi không đỡ, có loại nào an toàn cho bé 17 tháng giơ lầm lưỡi không ạ? Em đang giơ nystatin à? Thì lúc nystatin thì chị thấy là không phải trường hợp nào cũng hiệu quả ấy. Như cá nhà chị ấy, thì chị đã phải dùng sang một loại bôi. Để chị xem là trên này sẽ là dễ nhớ. Tuy nhiên lâu không dùng. Để chị xem chị có sẵn ở đây cho cá nhé. Đây, thì 17 tháng dùng được cái này rồi em. Doctarin Onanzel. Thì quên, giờ cái mặt thì vẽ bút bi cho các mẹ. Đây, cái loại này. Nystatin cái nhà chị đợt đấy trộm miệng không đỡ lắm. Bởi vì thực ra cái nystatin hình dơ tại chỗ ấy thì thực ra nó kém cái độ bám hơn. Còn tại vì mình pha với nước mà, còn ở đây thì nó là cái dạng gel ấy, đó thì nó sẽ khá là ổn. Thì chị thấy cái này đỡ, cá nhân chị dùng cái này đỡ. Với cả có một cái nữa là nấm lưỡi thì thường nó sẽ rất dễ tái lại, nên khi mà mẹ thấy khi sử dụng cái dạng bôi này cho bé mà thấy là nó đỡ rồi thì nên dùng thêm khoảng ít nhất là 3 đến 5 ngày nữa cho chị nhá, cho nó khỏi hẳn đi.
Ok nha các mẹ nha. Hình như cũng trả lời các mẹ được hòm hòm rồi đấy. Thì buổi hôm nay là buổi nay kết thúc hai chỗ bài về corticoid. Nếu còn những cái cần tư vấn thêm hay những cái câu hỏi cụ thể gì thì các mẹ để lại bình luận hoặc là inbox cho mình nhá. Mà giải thích luôn một chút là mấy hôm nay inbox của mình bị làm sao. Tức là mình không vào đọc được tin nhắn luôn ấy, nó cứ hiện vậy thôi nhưng mà không được, nó quay quay ấy. Chắc là Facebook nó hơi lỗi một chút nên nếu mình trả lời inbox có hơi muộn thì các mẹ cũng thông cảm cho mình nhá. Thì chúc các mẹ là một tuần mới làm việc đầy năng lượng. Chào các mẹ, mình chuẩn bị cho cả đi ngủ đây. Bye bye.